chương 964, con chó nhỏ ra trận. Bản vẽ tinh không thành lũy do đặng thi giao thiết kế lại khiến thiên tượng vỗ bàn khen tuyệt, điều này làm Dương phàm ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn. Lão sư Người cũng từng tham gia luyện tạo tinh không thanh lũy, không biết bản vẽ lần này có gì đặc biệt. Một lão già râu hoa trăm cung kính hỏi. Được tôn là một trong mười tông sư luyện khí của thiên giới, đệ tử mòn đồ của thiên tượng không ít, già trẻ đều có, trong bản vẽ này, thiết kế tinh không thành lũy có điểm nổi bật. Có thể nói là ý nghĩa hoàn toàn mới. Thứ nhất, trận pháp linh nguyên trong bản vẽ này tự thành một hệ thống, kết nối tiêu không gian cùng đại thế giới, có được năng lực tự chủ giữ gìn tu bô, không ngừng tiến hóa, lúc ban đầu quy mò của tinh không thành lũy này cũng không lớn, năng lực cũng không mạnh. Mà dựa theo chú thích trên bản vẽ này, chi cẩn không ngừng gia nhập tài liệu vào tinh nguyên lô này có thể khiến tinh không thành lũy tự chủ thăng cấp cùng tiến hóa. Thiên tượng nói tới đợ. Không khỏi vuốt trâu cười, tuy nhiên, luyện chế tinh nguyễn lô này đối với ta mà nói cũng là một khiêu chiến lớn. Độ khó không thoa gì luyện chế thứ thần khí. Lòi nói vừa ra, chúng đệ tử mòn đồ không ai không biến sắc. Chi cẩn gia nhập tài liệu là có thế tự chủ thăng cấp cùng tiến hóa, điểu này vượt xa tinh không thành lũy bình thường mỗi lần tinh không thành lũy bình thường mở rộng cùng thăng cấp đều phải mất nhiều công sức, gần như tương đương với luyện chế lại một lần. Thiên tượng nói đến tinh nguyên lô tự chủ thăng cấp cùng biến hóa này, khen không dứt miệng. Ngoài điểm này ra, bản thiết kế tinh không thành lũy này không theo kiểu cũ. Kết cục cùng sáng ý khiến người ta kinh ngạc. Đáng giá nhất chính là hình thái của tinh không thành lũ này cũng không cổ định, nếu cần thiết có thể tùy thời biến đôi hình thái thích ứng với các tình huống phi hành, chiến đấu thiên tượng vừa nói vừa nhìn chầm chầm bản vẽ, không chút nhúc nhích. Nói đến cuối cùng, lão hoàn toàn đắm chìm, trong mắt lóe ra hung phấn vô cùng. Không nghĩ tới trình độ của thi giao về trận pháp còn mạnh hơn trong tướng tượng của ta. Trong lòng dương phàm thả lòng một hơi. Tâm thần tiến vào tiên hồng không gian liên hệ với đặng thi giao. Đặng thi giao biết được việc này, vui mừng không xiết nói, ta không có kinh nghiệm thiết kế tinh không thành lũy, ngược lại không có nhiều cổ kỵ, về mặt thiết kế còn đua vào nhiều ý nghĩ riêng, không nghĩ tới lại được thiên tượng khen ngợi như vậy. Rất hiển nhiên loại kết quả này ra ngoài dự đoán của đặng thi giao. Thiên tượng đại sư Bản vẽ thiết kế này hẳn là ngài cơ bản vừa lòng, có thể cân nhắc ủy thác của ta hay không? Tiếng nhắc nhớ của Dương Phạm hoàn toàn bừng tin thiên tượng. Ánh mắt của lão mới lưu luyến không rọi dứt ra khỏi bán vẽ. Phun ra một hơi dài, Mặc dù bản vẽ này tại một số phương diện còn có chút tì vết, nhưng cơ bản cùng ý nghĩ làm người ta nhìn mà than thớ. Lão hủ cung kính không ban tuân mệnh, tiếp nhận ủy thác của Dương Tiên Quân. Kế tiếp, thiên tượng nói về vấn đề tài liệu với Dương Phàm Số lượng tài liệu cẩn đế luyện chế một cái tinh không thành lũy rất khổng lồ. Tự nhiên không thế để thiên tượng tự bó tiền tài liệu. Về mặt tài liệu hình thái cơ bản của tinh không thành lũy cơ bản đã đủ thiên tượng đại sư không cần lo lắng. Dương Phạm lại cười nói. Thiên tượng sơn này của ta có không gian đủ lớn, nếu ngươi có thể tin tưởng danh dự của ta vậy luyện tạo ở đây. Thiên tượng đế nghị nói. Điều này. Dương Phạm do dự nói, không phải Dương Mổ không tin danh dự của thiên tượng đại sư. Mà là quá trình luyện tạo tin không thành lũy cần thiết phải giữ bí mật, đại sư tốt nhất cũng có thể giữ bí mật của bản vẽ này. Ha ha, giữ bí mật là chuyện đương nhiên. Có thế tướng tượng bán vẽ này tiêu phi bao tâm huyết của một tổng sư trận pháp, lão phu dùng nhân cách đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ bí mật của bản vẽ này. Thiên tượng rất sàng khoái đáp ứng. Tuy nhiên, nếu không thể luyện chế ở nơi này vậy Dương Tiên quân tính để lão hủ đi đâu? Thiên tượng dò hỏi. Dương phàm Trầm Ngâm nói, vậy tới lĩnh vực không gian của ta, lĩnh vực không gian. Chẳng lẽ Dương Tiên Quân có lĩnh vực không gian ổn định gần bằng mức độ của tiêu thế giới? Nếu không chỉ sợ khó có thể tiến hành luyện chế. Đẩu Mày Thiên Tượng có một tia lo lắng. Nhân vật cấp tiên quân bình thường rất khó có được lĩnh vực không gian ổn định. Lĩnh vực không gian chính là lĩnh vực Lâm thời tạo ra cũng không phải là không gian chân chính. Điểm ấy đại sư đừng lo lĩnh vực không gian của tại hạ có thể so sánh với tiểu thế giới sơ cấp ở bén trong luyện chế tinh không thành lũy hẳn không thành vấn đề. Dương Phạm đầy tự tin nói. Vậy được, Lão Phu đáp ứng đi cùng ngươi một chuyển. Thiên tượng Đại sư sản khoái đáp ứng. Tuy nhiên trước đó Lão phải chuẩn bị một phen. Là một vị tông sư luyện khí, Lão có khí cụ chuyên dụng như lò luyện. Chi chuẩn bị nửa tháng, hết thảy ổn thoá thiên tượng đại sư cũng chuẩn bị theo dương phạm tiến vào lĩnh vực không gian của hắn. Chờ một chút. Một thanh âm trống trải lạnh lùng trong hư không truyền đến. Chi khoảnh khắc dương phạm cảm nhận được một cổ áp bách cường đại. Mắt nhìn lên hư không, một bóng người nửa trong suốt từ hư hóa thực ngưng tụ thành một thanh niên áo lam. Một cổ khí tức băng hàng khiển linh hồn đông cứng lan tràn trong không gian. Cổ hàng ý này chi dung hợp trong không gian cũng không thương tổn đến sinh linh cùng vật chất trong không gian. Nếu không một khi hàng ý này tràn ra, đủ để đóng băng ức dặm. Thản phận của người tối khiến mọi người đều cảm thấp hồi hộp không yên. Tiên đế Không nghĩ tới ở thiên tượng Sơn lại có tiên đế. Làm băng tiên đế Ta chỉ là theo vị dương tiên quân này đi lĩnh vực không gian của hắn. Chẳng lẽ ngươi còn lo dưới tiên đế có ai có thể xúc phạm tối lão phu? thiên tượng đại sư mang theo một tia chất vấn. Là tông sư luyện khí tiếng tâm lừng lẫy thất giới, thản phận của lão cao thượng siêu nhiên, thậm chí có thể ngang hàng với tiên đế bình thường. Nhiệm vụ của ta chính là phụ trách sự an toàn của thiên tượng đại sư, cũng không can thiệp đến ngài luyện chế. Mà lĩnh vực không gian của người này có thể so sánh với tiểu thế giới. Có khả năng tạo thành nguy hiểm đối với đại sư. Còn nữa, bản đế thật muôn nhìn xem một nhân vật cấp tiên quân có thể tạo ra tiêu thế giới như thế nào. Lam Bê ăn tiên đế đẩy hứng thú đánh giá Dương Phàm. Dương Phàm thấp được một tia lạnh băng từ trong ý cười của hắn. Trên thực tế, trước đó Dương Phàm đã có cảm ứng. Trong không gian dường như có một đôi mắt nhìn chầm chú nơi này. Nhưng bởi vì cặp mắt đó cũng không ấn chứa địch ý gì cho nên hắn cũng không có cảm ứng mãnh liệt. Ở trong không gian thất giới, Phạm là nhân vật cấp tiên đế đều là những người có thế chướng khống không gian khi bọn họ ấn nấp trong không gian lại không sinh ra địch ý sát ý với Dương Phàm thì chính hắn cũng không thể dễ dàng cảm nhận được ha ha nếu lam băng tiên đe có hứng thú với lĩnh vực không gian của Dương mổ vậy ta cung kinh không băng tuân mệnh Dương Phàm cười trúng tim nói giọng điệu đột nhiên chuyển Nghe nói bình thường luyện chế tinh không thanh lũy tốt nhất có nhân vật cấp tiên đế hỗ trợ mới có thể tiến hành càng thuận lợi từng, đến lúc đó nhất định tiên đế đại nhân sẽ không ngại ra tay. Lam băng tiên đế nghe vậy sắc mặt lập tức có chút khó coi. Không nghĩ tới tên tiên quân trước mắt căn bán không tôn kính đối với thân phận tiên đế của hắn, thậm chí sai sử một người thản phận cao cao tại thượng như hắn làm khô sai. Thiên tượng đại sư cũng gật đầu cười nói, không sai. Bình thường luyện chế tinh không thành lũy nếu có tiên đế tọa trấn, sẽ khống chế được hết thảy nhân tố không ổn định. Dù sao trình độ chướng khổng không gian của cựu thiên huyễn tiên, không phải tiên quân có thế so sánh. Cũng được, bán đế chẳng những có thể kiến thức lĩnh vực không gian của dương tiên quán. Còn có thể đích thân quan sát quá trình luyện chế tinh không thành lũy hoàn toàn mới này. chương 965, con thứ chín của Long Hoàng. Có con chó nhó bảo đảm, Dương Phạm thật sự yên tâm. Kế tiếp đặng thi giao cùng thiên tượng liên thủ luyện tạo tinh không thành lũ hoàn toàn mới mẹ này trong quá trình luyện tạo. Làm băng tiên đế phụ trách hỗ trợ đương nhiên hắn cũng đế tâm giám sát và quan sát sự biến hóa của không gian này một khi có bất kỳ nhân tố bất lợi cho sự an toàn của thiên tượng, hắn sẽ gạt bó không chút lưu tình dương phàm phân một bộ phận tâm thần lưu ý không gian sự thật đua ba ngàn vạn tiên thạch còn lại cho thiếu niên lúc trước hỗ trợ nhửa giao hẹn sau đó hắn lợi dụng thời gian rảnh tiến vào không gian mệnh hạch thông qua đại luân hôi bao phủ trong khoảnh khắc thoáng di ra ngoài vài ngàn ức dặm trên thiên tượng s ơn vài tên đệ tử ở lại tại chỗ đầu tiên là phát hiện thiên tượng đại sư cùng làm băng tiên để biến mất trong lúc này dương phàm thân là chủ nhân của lĩnh vực không gian không ngờ còn đứng yên tại chỗ sau một lúc lâu mới biến mất tiêu. Tình hình như thế quả thật có chút quý vị làm người ta suy đoán không thôi. Không mất bao lâu thời gian. Dương Phạm trở về Vân Tiêu Cung. Lúc này cách phiên trực của hắn còn một đoạn thời gian. Tâm thần lại dung nhập tiễn hồng không gian. Người đi nơi nào? Lam băng tiên đế nháy mày nhìn Dương Phạm, dường như có vài phần bất mãn. Từ khi phát hiện Dương Phạm mất tích ly ca về, trong lòng hắn mơ hồ không yên, nhiều phen nhìn qua không gian này, cũng không tìm được bất kỳ sơ hở cùng lối ra vào. Cường độ không gian này không phải hắn có thể đột phá. Nói cách khác, nếu Dương Phạm không muốn có thể giữ bọn họ ở lại nơi này vĩnh viễn. Sau lưng Dương Mổ không có thế lực lớn gia tộc lớn gì. Luyện chế tinh không thành lũy toàn ban lực lượng cá nhân. Vì tìm kiếm tài liệu thăng cấp về sau tự nhiên là phải đi khắp muôn núi ngàn sông tìm kiếm. Dương Phạm lộ ra vẻ khốn khó. Dương tiên quán ban lực lượng cá nhân tạo ra tinh không thành lũy, điểu này đích xác khó được. Thiên tượng lại cười nói. Trong dĩ vãng, luyện tạo tinh không thành lũ nếu không phải nhân vật tiên đế thì là một thế lực lớn siêu cấp. Dương phàm từ trong vùng đất sống đua tới không thiếu cao thủ luyện khí hoặc yêu tộc lao động nặng nhọc, làm cho bọn họ hỗ trợ luyện tạo tinh không thành lũy. Chi riêng trợ thủ và lao động nặng nhọc đã tối vài ngàn người. Đối với điều này, thiên tượng đại sư cảm thấy bất ngờ lại đặc biệt hưng phấn điều này có trợ giúp cho xác suất thành công luyện tạo tinh không thành lũy của lão lam băng tiên đế cảm thấp không ổn nơi này nào phái là lĩnh vực không gian cùng tiểu thế giới gì hắn không thể hiểu nổi làm sao dương phàm trống rồng mang tới nhiều trợ thủ và lao động như vậy ánh mắt chăm chú nhìn vào quần sáng màu xanh biết bao phủ bén bờ không gian lam băng tiên đế phóng đoán đây rất có thể là một mảnh vỡ thế giới bị thất lạc bị Dương Phàm chiếm tiện nghi. Nhân vật cấp tiên đe gần như đứng ở tầng cao nhất của thất giới, ánh mắt cũng càng rộng lớn. Lam băng tiên đế biết đến đại chiến giữa các đại năng thời kỳ thái cổ từng nát một không gian hoặc thế giới, từ đó mà tàn lưu lại một chút thế giới thất lạc. Những thế giới thất lạc này trôi nổi trong không gian loạn lưu mờ mịt vô ngẩn, ai cũng không biết vị trí trong sách cổ ghi lại, từng có người gặp vận may siêu cấp, lấy được thế giới thất lạc này. Nghĩ đến đây, lòng tham trong đầu lam băng tiên đế càng thêm mãnh liệt nếu ta có thể chiếm được thế giới thất lạc này và luyện chế thành của mình thực lực nhất định tăng nhiều thậm chí có thể tìm hiêu cửu thiên đại là chiếc tôn tiên có thể ngang hàng với những nhân vật đứng đầu thất giới kia tuy nhiên hiện tại hắn còn không tính ra tay phương pháp luyện chế tinh không thành lũy này không theo lối cù chờ sau khi luyện chế thành công rồi khói thế giới thất lạc này lam băng tiên đê thâm hạ quyết tâm rất nhanh khôi phục thái độ bình thản. Dương Phạm không ở lâu trong tiên hồng không gian, lại hỏi thiên tượng và đặng thi giao muốn loại tài liệu nào rồi trống rỗng bốc hơi. Con chó nhó ngồi tại chỗ. Ngáp dài một cái rồi ngủ đi, dường như quên lời phân phó của Dương Phạm. Là khí linh của tiên hồng giới, nó vượt qua cực hạn của khí linh bình thường, có đôi khi thậm chí ngâm khinh bi chủ nhân. Trở lại vân tiêu cung. Dương Phạm vẫn tu luyện và tìm hiểu như trước. Cành giới uẩn sinh đại viên mãn khả năng còn cần một thời gian ổn định và trưởng thành. Trong không gian mệnh hạch, trên cây non uẩn sinh lại lẫn lượt mọc ra một hai chục phiến lá. Sinh mệnh lục diệp, mỗi trăm năm mọc ra một phiền. Muốn phủ đầy cây non uẩn sinh kia, ít nhất phái hơn ngàn phiến lá. Đương nhiên, trong đó Dương Phạm cũng đã tính toán cả sự khỏe mạnh trưởng thành của cây non nương sinh. Thần thông pháp lực của mỗi phiền lá đều vượt qua nhân vật cấp tiên quán. Nếu ngưng kết đến hơn một 000 phiến, có thể tướng tượng thực lực của Dương Phạm sẽ tăng lên đến mức độ nào. Thật không đoán được, giai đoạn thực lực tăng vọt chân chính của uống sinh ca vê lại là ở cảnh giới đại viên mãn. Dương Phạm không khỏi cảm khái. Giờ phút này, cho dù tiên đế bình thường hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí có dục vọng muốn khiêu chiến tiên đế. Thời gian vội vàng, vài trăm năm qua đi. Lại đến phiên trực của Dương Phạm. Trong phiên trực, Ánh mắt của trung đội trướng tiên vệ kia khi nhìn phía dương phạm có vài phân kiên kỵ. Có trực hay không đều không có ảnh hưởng gì đối với việc tu luyện và tìm hiểu của dương phạm. Bởi vì bất kể là tu luyện hay là tìm hiểu đều tiến hành trong không gian mệnh hạch, chi lưu lại một chút cảm quan ở bên ngoài. Thời gian ngàn năm qua rất nhanh, gần nhướng lên một cái mà qua. Trong lúc này, có một khúc nhạc đệm nho nhó khiến Dương Phạm bừng tin một lần. Mau nhìn, có tiên đế buông xuống. Long khí thật cường đại. Tâm thần của chúng tiên vệ bị long khí trong tiên quang mờ mịt phương xa làm kinh sợ. Một vùng long khí kia hình thành hào quang chín màu, nhuộm đẫm bầu trời La Thiên tiên cảnh, kinh động mấy ngàn ức dặm. Trong long khí chín màu vắt ngang bầu trời La Thiên tiên cảnh kia, hai người đậu có long giác phi tối vân tiêu cung. Trong đó một lão già uy nghiêm mặc long bào, trên long giác phát ra hào quang chín màu nhuộm đẫm thiên địa đứng bên cạnh lão là một thiếu niên giáp nhẹ trên đầu có một cái sừng tím nhìn qua dường như còn chưa trưởng thành nếu không đoán sai đây là long hoàng đến từ cửu long cung tổ tông của vạn long thất giới phụ cận cửa nam không ít tiên vệ cấp đội trướng ngẫm tháo luận với nhau bên phi vân tiêu cung tự nhiên có tiên đế đi ra đón dương phàm lại thấy được du vân tiên đế làm kháo hạch cuối cùng của ngày trước lẫn này du vân tiên đế xuất hiện là bản tôn hắn cung kính đón tiếp hai rồng một già một trẻ này vào trong long hoàng lão nhi tới vân tiêu cung chúng ta làm gì tuy rằng cửu long cung của hắn cũng là một trong bổn thế lực chúa tê tinh thiên thế giới nhưng là long hoàng tô chướng không thế lực bổn biến không quan hệ gì với chúng ta một gã trung đội trưởng nói thẳm ha ha ai nói không quan hệ ngươi có nhìn thấy thiếu niên bên cạnh long hoàng tổ hay không nhìn cách trang phục hẳn là ngao thanh con thứ chín của long hoàng tó chẳng lẽ các ngươi không nghe nói qua con thứ chín của long hoàng tổ này cũng là người theo đòi công chúa điện hạ hay sao đúng vậy ta nhớ ra rồi dường như rất lâu trước đây ngao thanh này còn đánh một trận với phù lâm tiên đế đệ nhất tuyệt thế thiên tài của thiên giới một gã đại đội trướng khác tinh ngộ nói thông qua đại luân hồi dương phạm nghe thấp hết bàn luận cùng thần niệm truyền âm của mọi người chung quanh Cửu Long Cung Long Hoàng Tổ Con thứ chính của Long Hoàng Ngao Thanh Sau khi Dương Phạm sửa sang lại những tin tức này, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Ở La Thiên Tiên cảnh thời gian dài như vậy hắn đã biết rất nhiều bí tân, trong đó bao gồm, ở tinh thiên thế giới có bổn nhân vật chí cao vô thượng thay mặt vô thượng thiên đình chướng quản tam giới. Bốn người này được xưng là Tam Đế Nhất Long. Tam Đè chướng khổng ba vùng đại lục vô biên trên mặt đất của tinh thiên thế giới, trong đó vân thiên đại lục nơi có tra châu chỉ là một trong số đó. Chương 966, qua lại hai giới. Dương Phạm trở thành trung đội trướng một cách đương nhiên, chướng quản một đội tiên vệ 200 người. Điều này đối với rất nhiều tiên nhân mà nói là chuyện không dễ dàng gì. Dù sao tiên vệ trong tiên vệ đoàn đều là đại la kim tiên, tương đương với có 200 thủ hạ kim tiên. Dương Phạm lại không quan tâm. Sau khi trở thành trung đội trướng, bổng lộc mỗi ngàn năm của hắn cũng tăng lên tối hai vạn tiên thạch. Nghe nói, nếu là đạt tới cấp bậc đại đội trưởng, có thể trưởng quản đội tiên vệ hai ngàn người. Bồng lộc mỗi ngàn năm là hai mươi vạn. Càng lên cao, đãi ngộ được hưởng càng khác nhau. Tỷ như Dương Phàm sau khi trở thành trung đội trưởng trong tiên vệ đoàn của vân tiêu cung được chuyển vào phủ đệ mót số lượng tiên đang lĩnh mỗi trăm năm một lẫn lại gia tăng trong thời gian này càng không thiểu tiểu đội trường đua lễ vật tới chúc mừng hắn dương phàm cự tuyệt tất cả một khi phiên trực chấm dứt hắn lập tức bắt đầu bế quan tu luyện chi khi đặng thi giao cùng thiên tượng cần một số tài liệu nào đó hắn mới ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến ở trong mắt những tiên vệ khác, Dương Phạm chính là một người tu luyện điên cuồng. Sự thật cũng là như vậy. Sau khi tối vân tiêu cung là giai đoạn Dương Phạm tu luyện khắc khổ nhất. Bất kể là bởi vì vân tiêu đại đe chúa tể tam giới hay là con thứ chính của Long Hoàng hoặc là phụ lâm tiên đế đều mang áp lực lớn lao đến cho Dương Phạm. Loại áp lực xưa nay chưa từng có này khiến cho Dương Phạm tu luyện điên cuồng. Cũng may Vân Tiêu Cung có thể coi là thánh địa tu tiên của thất giới, Khiến cho tốc độ tu luyện của Dương Phạm tăng lên mười mấy lần Nhoáng một cái, vạn năm thông thà trôi qua Thời gian một vạn năm Cây quẩn sinh trong không gian mệnh hạch lại lớn mạnh trường thành vài phần Sinh mệnh lục dịp lại có thể 150 phiến Thời gian vạn năm lại ngưng tụ được 150 phiền sinh mệnh lục dịp Điều này khiến Dương Phạm ngạc nhiên vui mừng Mỗi lần mọc thêm một phiền sinh mệnh lục dịp Thần thông pháp lực của Dương Phạm lại tăng cường một phần Vào một ngày Dương Phạm xuất quan tìm tới phó đoàn trướng tiên vệ đoàn. Người muốn khiêu chiến đại đội trướng. Phó đoàn trướng là một cường giả kim tiên lục trọng. Dường Nhu cũng nhận thức Dương Phạm. Hắn một lòng bế quan cũng không biết mình có danh tiếng nhất định trong tiên vệ đoàn, được xưng là tu luyện quái thai. Đúng. Tu luyện vạn năm, luyện thế thuật của ta đã đạt tới kim tiên tứ trọng đinh, đủ đế khiêu chiến đại đội trường. Dương Phạm đầy vẻ tự tin nói. Được, bán đoàn trưởng cho phép, lúc trước phó thống lĩnh đã từng phản phó, phải trọng dụng ngươi. Phó đoàn trưởng đáp ứng không chút do dự. Bởi vì một câu nói tùy ý của Du Vân Tiên để lúc trước khiến phó thống lĩnh phân phó xuống dưới. Khiến cho con đường tấn chức của Dương Phạm không chút trở ngại. Ngày hôm sau, trên điển võ trường, Dương Phạm nắm giữ huyết mạch thần thông, luyện thế thuật tứ trọng đinh đánh bại đại đội trưởng không chút bất ngờ. Một quyền vẫn là một quyền. Quyết thắng bại. Toàn bộ quá trình nhanh chóng dứt khoát khiến người xem cuộc chiến liếu lưỡi. Vì thế, Dương Phạm thuận lợi trở thành đại đội trưởng đại đội thứ bảy của tiên vệ đoàn. Đại đội trưởng tiên vệ chướng quản 2.000 tiên vệ, bỗng lộc mỗi ngàn năm tăng lên đến 20 vạn tiên thạch. Đây là một vị trí mà đại bộ phận tiên nhân ngưỡng mộ. Dương Phạm căn bán không quan tâm những thứ này, dọn vào phủ đệ mới, đuổi sạch đám nha hoàng hâu hạ mình nguyên lai sau khi đạt tới cấp bậc đại đội trường sẽ được phân cho vài gia phó nhưng đều bị Dương Phạm đuổi về. Hắn tu luyện điên cuồng, không cần những thứ đó. Không ăn uống, không hướng thụ thậm chí là không cho mình có thời gian thả lòng. Dưới loại trạng thái này, hiệu quả tu luyện của Dương Phạm tốt một cách thần kỳ. Mặt khác, việc luyện tạo tinh không thành lũy trên vùng đất sống trong tiên hồng không gian cũng tiến hành đâu vào đấy. Dương Phàm thậm chí đã thấp hình thức ban đầu của tinh không thành lũy. Đây là một thứ như cái đĩa tròn, đường kính chừng ngàn trượng, ở giữa thì dày ngoài viền thì móng, có lợi cho việc đi lại trong tinh không. Nghe Đặng Thi Giao nói, nếu cẩn thài tinh không thành lũy dạng đĩa tròn này có thể biến thành viên cẩu sắt thép, lực phòng ngự được tăng vài lẫn. Luyện tạo tinh không thành lũy cũng là chuyện cực kỳ dài dòng. Dương Phạm Chi ngẫu nhiên hồ trợ đề ý xem còn cần tài liệu gì muốn luyện thành tinh không thành lũy này đại khái cẩn thời gian ban lâu. Dương Phạm không khỏi hỏi. Thiên tượng đại sư đưa ra vài con số, đại khái còn cần 8 vạn năm. Ở đây chúng ta có tông sư trận pháp, luyện khí, có tiên đế trường khống, có đại lượng nhân lực vật lực, lại là loại cư mô nhỏ có thể trường thành cho nên mới chi cẩn 8 vạn năm. Thiên tượng đại sư giải thích. 8 vạn năm ở trong mắt thiên tượng coi như rất ngắn, Nhu tinh không thành lũy bình thường ít nhất cẩn mấy chục vạn năm mới có thể luyện tạo thành công. Đó luôn là một công trình không lô. Được rồi 8 vạn năm. Trước khi rời đi. Dương Phạm liếc mắt nhìn Lam Băng Tiên đe một cái. Chỉ một cái liếc mắt tùy ý khiển Lam Băng Tiên đế cảm thấy nàng minh. Thời gian 8 vạn năm, cho dù đối với Dương Phạm hàng năm chìm trong tu luyện cùng tương đối dài lâu. Trừ việc ngẫu nhiên đi chuẩn bị một số tài liệu đại bộ phận thời gian của Dương Phạm đều dùng để tu luyện. Có một lần trong quá trình luyện chế, thiên tượng đại sư yêu cầu một loại tài liệu chi phạm giới mới có. Loại tài liệu này rất bình thường, chỉ có tác dụng làm điều hòa nhưng lại rất quan trọng. Vừa khéo tiên hồng không gian của Dương Phạm cùng không có loại tài liệu này. Việc này không chỉ làm khó thiên tượng cùng đặng thi giao mà còn làm khó cả lam băng tiên đe. Với năng lực của ta còn không đủ để mớ thông đạo hai giới. Lam băng tiên đế chi lắc đầu. Nhưng là hắn cũng nói thêm một câu, trừ khi có nhân vật cấp đại đế ra tay. Nhân vật cấp đại đế. Vân tiêu cung thật ra có một vị. Nhưng Dương Phạm còn không ngốc đến mức đi tìm vân tiêu đại đế. Việc này có chút khó khăn, ta đi các nơi là thiên tiên cảnh nhìn xem. Sau khi Dương Phạm nhắn nhủ xong liền hu không biến mất. Ngay sau đó. Bá. Tại thiên cẩm nội hải. Đông Thắng Đại Lục, Phạm Giới. Ở đáy biến sâu. Một nam nhân trống rỗng xuất hiện phía trên một con rối. Hô Dương phàm hít sâu một hơi. Thấp giọng ni non, khí tức của Phạm Giới. Nếu đế đại lão thượng giới biết có một người có thể thoải mái tù ý qua lại hai giới thì nhất định sẽ khiếp sợ thất giới. Sau khi tới Phạm Giới, Dương Phạm theo bản năng thu liễm khí tức. Cũng may tất cả pháp lực tu vi của hắn đều ở trong không gian mệnh hạch, thân thế thì lại tu luyện luyện thê thuật sớ dĩ làm vậy là bởi vì một loại trực giác vô hình khoảnh khắc đặt chân ở không gian phàm giới dương phàm phát hiện không gian nơi mình xuất hiện lại vếu ớt như thế hắn chi sợ hơi chút không cẩn thận sẽ đánh nát không gian loại đánh nát này cũng không phải tạo thành khe không gian mà là phản ứng dây chuyển lúc trước ở phàm giới dập nát chán không phá toái hư không đối với dương phàm mà nói chính là thân thoại nhưng là giờ phút này dương phàm thản ở vùng không gian này đều phải cẩn thận vô cùng như dẫm trên băng móng cái gọi là dập nát chân không đối với hắn mà nói hoàn toàn là trò cười có thể nói dễ như trở bân tay thật cẩn thận triển khai thản niệm dương phàm tim được người có liên quan với mình ở thiên cầm nội hải hắn phát hiện không ít cường giả lục kiếp tán tiên trớ lẻn trong đó có vài người đạt tới thất kiếp tán tiên khủng bố thất kiếp tán tiên đó chính là nhân vật tu vi có thế so với chân tiên trung vị. Ở nhân giới đã là cường giả chí tôn. Càng khiến Dương Phạm ngạc nhiên vui mừng chính là một vị thất kiệt tán tiên trong đó lại là đệ tử mình từng thu nhận, phó tuyết. Bá. Thi triển thần thông thuấn di. Rất nhanh Dương Phạm tìm tới phó tuyết. Sư. Sư tôn. Phó tuyết đang lánh đời tu luyện, mặt hoa trắng bệch, vẻ lo sợ không vên nhìn nam nhân trước mắt. chương 967, tiên vệ đoàn trưởng. Trong vòng 2 tháng Dương Phạm đã tìm được Ngân Phách Thủy, một loại tài liệu chi phạm giới mới có. Ánh mắt làm băng tiên đế lóe lên. Lòng mơ ước đối với thế giới thất lạc bí mật mà Dương Phạm nắm giữ này càng thêm mạnh liệt. Hắn hoài nghi Dương Phạm có được năng lực qua lại hai giới thượng hạ. Muốn mớ thông đạo hai giới, cho dù tu vi cửu thiên huyễn tiễn nhất trọng như hắn đều cảm thấp không làm được. Cho dù hắn có năng lực mớ thông đạo hai giới, với trình tự lực lượng của tiên đế cũng không thế ở lại phạm giới. Người này rốt cục còn có bao nhiêu bí mật? Trong lòng Lam Băng Tiên đen ngẫm suy đoán, bắt đầu âm thầm tính toán. Từ mới đấu chi vì mục đích bảo vệ thiên tượng đại sư. Giờ phút này tất cả tâm tu của hắn đều chuyển dời đến việc tính kế Dương Phàm. Dương Phàm đứng tại chỗ, tươi cười ấm áp. Hắn chi nói cho hai người, loại tài liệu này hắn vừa khéo lấy được từ trong tay một người phi thăng. Thiên tượng nửa tin nửa ngờ. Chưa từng tủy cứu nhiều, tất cả tâm thần của lão đều dùng cho việc luyện tạo tinh không thành lũy hoàn toàn mới này. Điều này đối với lão mà nói, rất có tin khiêu chiến. Lam băng tiên đe âm thầm cười lạnh, căn bản không tin lời nói của Dương Phàm Cảm quan luân hồi của Dương Phàm cùng mơ hồ cảm ứng được biến hóa tâm lý của Lam băng tiên đế, trong lòng hơi kinh ngạc. Trong dĩ vãng, hắn cũng không hờ vờ vọng xa vòi cảm ứng được biến hóa tâm lý của tiên đế. Tuy nhiên sau khi đến uẩn sinh đại viên măng, thực lực tăng vọt, giờ phút này trên cây non quân sinh lại mọc ra 200 phiến sinh mệnh lục diệp tu vi thần thông tất nhiên hơn xa ngày trước. Trong dự tính, muốn hoàn toàn luyện chế thành công tinh không thành lũy cẩn 8 vạn năm. Nhân cơ hội này, vào lúc tranh rỗi dương phạm thinh giáo thiên tượng đại sư về việc tinh luyện luân hỏi bàn của mình, thiên tượng mặc dù không thể tìm hiểu bí ấn của luân hồi, nhưng về đạo luyện khí cũng chi điếm một chút cho Dương Phạm. Số tài liệu khổng lồ vô cùng trong tiên hồng không gian đủ cho Dương Phạm không ngừng tinh luyện luân hồi bàn. Nhiệm vụ này hắn cũng không bắt buộc phải tự làm, có thể giao cho phân thản một phong làm thay. Cứ như vậy, thời gian 8 vạn năm dài dòng của Dương Phạm chậm rãi trôi qua. Vào năm thứ 5 vạn, luyện thế thuật của Dương Phạm đạt tối kim tiên thất trọng, trực tiếp khiêu chiến đoàn trường tiên vệ đoàn. Với tháng phận đại đội trướng, vượt qua liền vài cấp khiêu chiến đoàn trướng tiên vệ đoàn. Tin tức bom tấn này nổ tung trong các đoàn tiên vệ của Vân Tiêu Cung. Tu vi của đại đội trường bình thường đều trong khoảng kim tiên tứ trọng đến ngũ trọng. Mà tiên vệ đoàn trướng ít nhất đều là nhân vật kim tiên thượng vị, cũng chính là cấp bậc tiên quân. Từ đại đội trướng đến tiên vệ đoàn trướng, còn có hai chức vị. Dương Phàm vượt qua liền hai chức vị khiêu chiến, giỏi mắt khắp các tiên vệ đoàn của Vân Tiêu Cung. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Theo lý thuyết, khiêu chiến như vậy rất có khả năng sẽ bị từ chối. Nhưng làm sao Dương Phạm lại làm một chuyện không nắm chắc, trước tiên hắn tìm đến phó thống lĩnh lúc đầu phán phó chức vị cho mình. Chức vị của phó thống lĩnh còn ở cấp bậc phía trên đoàn trướng, phụ trợ tổng thống lĩnh quản lý các tiên vệ đoàn. Mà tổng thống lĩnh là nhân vật cấp tiên đế, bình thường có bao giờ hiện thân. Cho nên bình thường thật sự nắm quyên lại là phó thống lĩnh. Vì thế, Dương phàm tự nhiên đút lót phó thống lĩnh kia một phen. Cũng hỏi hắn tung tích của Dương Mộng Thanh. Nàng được điểu vào nội cung, nơi đó là cấm địa của Vân Tiêu Cung, bổn thống lĩnh cũng không có cơ hội đi vào dù sao tiên vệ đoàn chúng ta đa phần là bảo vệ sự an toàn của ngoại cung. Phó thống lĩnh chi biết đại khái tung tích của Dương Mộng Thanh. Nội cung trong lòng Dương Phạm thoáng động. Hắn sớm hỏi thăm một phen, bích giao Vân Tiên hẳn là trong phạm vi nội cung của Vân Tiêu Cung. Vân Tiêu Cung chia làm ngoại cung và nội cung. Nội cung là nơi ở của gia tộc trực hệ của đại đế cùng với thản thuộc gia quyến. Bình thường không tiếp người ngoài. Ngoại cung cũng có nghĩa hẹp là bên ngoài của Vân Tiêu Cung. Đây là một khu vực không lồ, rất nhiều người có liên quan mật thiết dây mơ rễ má với Vân Tiêu Cung đều ở nơi đây. Người bên ngoài cũng có thể tiến vào nơi đây, hoặc tới chơi hoặc giao dịch. Đối với việc khiêu chiến tiên vệ đoàn trướng, phó thống lĩnh cũng không lạc quan. Đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9 đạt tới kim tiên bát trọng, chi kém một bước là có thể bước vào kim tiên cửu trọng. Với tu vi luyện thê thuật kim tiên thất trọng của ngươi cho dù thêm hoái mạch thần thông. Muốn chiến thắng hắn chi sợ cũng rất khó. Cho dù không phân thắng bại, ngươi cũng không thể lay động địa vị đoàn trướng. Phó thống lĩnh than thớ nói, khuyển dương phạm tốt nhất là từ bỏ ý định. Phó thống lĩnh yên tâm. Kim tiên bác trọng, hẳn là không làm khó được ta. Dương phạm cười thần bí. Ngươi thật sự tự tin như vậy. Lần này đến phiên phó thông lĩnh kinh ngạc. Khiêu chiến điển ra cùng ngày, chung quanh điển võ trường, người đông nghìn nghịt. Không chỉ đoàn trướng các tiên vệ đoàn đều tới, ngay cả một vị phó thống lĩnh kim tiên đại viên mãn Đinh cũng tới trận chiến này rất được chờ mong. Rất nhiều người không coi trọng Dương Phàm. Dù sao đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9 là cường giả tu vi gần tới kim tiên cửu trọng, ở tinh thiên thế giới này trà tiên đế cao cao tại thượng, không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến hắn. Tiểu tư, dũng khí có thừa, lão phu trải qua vài lần đại chiến của thiên giới, đã vài ngàn vạn năm không ai dám khiêu chiến ta. Thích võ quản cười trúng tim nhìn thiếu niên đứng ở đối diện trên điển võ trường thiếu niên tên Dương Kỳ đến từ đại lục mặt đất này. Những năm gần đây cuộc khới như sao chồi ở Vân Tiêu Cung. Trong thời gian không đến 10 vạn năm, tu luyện từ kim tiên nhị trọng đến kim tiên thất trọng. Nếu là công pháp bình thường thì cũng thôi, có thể hình dung ban từ kỳ tại có một không hai. Nhưng mà công pháp thiếu niên này tu luyện lại là luyện thế thuật hiếm thấp. Ai cũng đều biết luyện thế thuật là một môn công pháp đơn giản, nhưng độ khó tu luyện rất lớn, càng về sau lại càng khó khăn nhưng luyện thế thuật lại là công pháp trở về bản nguyên. Nếu có số lượng khổng lồ linh dịch tiên đang phụ trợ quý hiếm, có thể gia tăng thật nhanh tốc độ tu luyện. Dương Phạm có rất nhiều thiên tài địa bào phụ trợ. Sinh mệnh lực vô cùng vô tận trong không gian mệnh hạch luyện thế. Càng có những vật nghịch thiên như nghịch linh huyết, nghịch tiên huyết tẩy luyện thân thế. Lại thêm cảnh giới đại luân hồi cao vô cùng, con đường để cao luyện thế thuật của Dương Phạm lại càng thông suốt không chút trở ngại chính là sau khi đạt tới kim tiên thất trọng, Dương Phạm phát hiện tốc độ tu luyện luyện thế thuật đột nhiên thông thả tới cực điếm, cho dù hắn có nhiều vật nghịch thiên như vậy phụ trợ. Nếu muốn tu luyện luyện thế thật đạt tới kim tiên cừu trọng, chi sợ rất khó. Dựa theo xu thế trước mắt, không có mấp trăm vạn năm căn bản không có khả năng. Dương Phạm từng cảm khái như vậy. Kim tiên cửu trọng đã khó khăn như vậy. Càng không nói đến cảnh giới tiên đế xin tiền bối chi giáo. Dương phàm cũng không nói lời vô nghĩa, tất cả tâm thân đều tập trung trên người đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9, Thích Võ Quán. Thích Võ Quảng là một tiên tướng thản kinh bách chiến, đích thân trải qua rất nhiều trận chiến đấu, kinh nghiệm phong phú khí thế trầm ổn. Hắn đứng ở đó giống như một ngọn núi lớn sừng sững không thể lay động. Bàn tay thô ráp có lực cầm một cây thiết kích. Một cổ khí tức mạnh mẽ tràn ngập sát phạt và áp bách, toàn bộ điển võ trường bờ vậy mà chợt lạnh vài phán. Tiên linh khí trong không gian rung động dồn dập theo trường kích chậm rãi nâng lên khiến cho pháp lực trong cơ thể những người quan sát trận chiến gần đó sao động. Sắc mặt dương phàm ngưng trọng. Đối thủ lần này khác hẳn dĩ vãng. Bất kể là tu vi, kinh nghiệm hay ý thức chiến đấu đều cường đại vô cùng. Hai người dằn co hồi lâu. Khí thế trên người thích võ quản vượt qua đến một độ cao toàn bộ điển võ trường đều chịu đựng một cổ áp bách không gian không hiểu. Theo một tiếng thét dài, lôi điện trong thiên hư cuồn cuộn mãnh liệt, hóa diễm ngũ sắc nhảy múa, khí tức sát phạt sắc bén dung nhập trong thần thông pháp lực sinh ra lực lượng khủng kinh sực vạn thần hồn. Trong tay Dương phàm xuất hiện một thanh hoàng kim chiến đao tiên bảo lục phẩm hiếm có, vận chuyên lực lượng đáng sợ trong thân thế. Vù một tiếng, thanh đao kéo theo một đạo cùng phong sông về phía thích võ quản như thiên thần dưới lôi điện cùng hóa diễm ngũ sắc làm nền. Chương 968, Cửu Công Chúa Ta thua Là đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9, thích võ quản không nghĩ tới minh sẽ thua hơn nữa lại thua uất ức như vậy, bại bói một kiện pháp bảo quy dị, tự động hộ chủ. Dương Phạm Hòa tóc thu hồi luân hồi bạn, tại đây không ít người xem cuộc chiến thậm chí không thấy rõ hình dáng cùng đẳng cấp của pháp bảo này. Toàn bộ quá trình thắng lợi đối với Dương Phạm mà nói có vẻ nhẹ nhàng như thế. Cũng không giống như trong tưởng tượng của mọi người, phải tiến hành một phen long tranh hô đấu ngoạn mục. Đó. Rốt cục là tiên bảo gì? Thần thông quỷ dị nhuết. Phó thốn lĩnh thấp giọng thì thào, ánh mắt không ngừng lóe lên. Sau trận chiến này, thích võ quàng ảm đạm đi xuống, thân hình già nua thêm vài phần. Dương Kỳ Ngươi không hổ là người mà đại thống lĩnh chi đích danh, lại có tiềm lực như thế. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9, trưởng quản 5 vạn tiên vệ. Bông lộc mỗi ngàn năm là 200 vạn tiên thạch. Phó thống lĩnh đương tràng tuyên bố với mọi người. Bởi vì nghĩ tới có một số người sẽ bất mãn phó thống lĩnh nói đến tên của đại thống lĩnh. Dù sao thời gian Dương Phạm tiến vào tiên vệ đoàn ngắn ngủi, nhậm chức tiên vệ đoàn trường sợ rằng có người không phục. Khó trách Dương Kỳ này lợi hại như thế, nguyên lai có tiên đế chi đích danh. Ngày sau chi sợ là Long Phượng trong đám người. Phần đông người đang xem cuộc chiến trên điển võ tràng đều bắt đầu nghị luận. Trận chiến hôm nay đã định trước Dương Phạm trở thành một ngôi sao sáng mới cuộc khói của Vân Tiêu Cung. Dương Kỳ cái tên này sẽ không còn xa lạ trong phạm vi thế lực Vân Tiêu Cung. Không bao lâu, một danh hiệu Ngồi Sao Kỳ Tích được gán thêm cho Dương Phàm. Mặc dù nơi bắt nguồn danh hiệu này có một bộ phận nguyên nhân là rất nhiều thủ hạ của Tiên Vệ Đoàn có phần lấp lòng thường cấp. Nhưng danh hiệu Ngôi Sao Kỳ Tích này rất nhanh nổi tiếng các Tiên Vệ Đoàn, cũng truyền khắp các tiên binh tiên vệ của Vân Tiểu Cung cùng với trong chấp pháp đoàn. Sau khi trở thành đoàn trường tiên vệ đoàn thứ 9, Dương Phạm phát hiện địa vị cao cũng không thoải mái như trong tướng tượng của mình. Thẳng ở địa vị cao có rất nhiều chuyện rườm ra cần phải xử lý. Một điểm trọng vếu nhất là thời gian tu luyện của hắn bị giảm bớt. Cũng may tu luyện trong 4 năm vạn năm gần đây sinh mệnh lục diệp trong không gian mệnh hạch đã ngưng kết ra số lượng 8-900 phiến. Cây quần sinh cùng trướng thành lớn mạnh, cao đến hai trượng, trên nhánh cây mọc đầy những phiến lá lớn bằng bàn tay đứa trẻ. Tám chín trăm phiền sinh mệnh lục diệp đã khiến cảnh giới quần sinh đại viên mãn của Dương Phạm gần tới cực hạn đinh. Một khi ngưng kết ra hơn ngàn phiến sinh mệnh lục diệp, Dương Phạm sẽ quá độ đến cảnh giới tiếp theo, điển sinh kỳ. Điển sinh KV, ý nghĩa như tên gọi, tức là sinh mệnh điển sinh và chuyển thừa vô hạn, sinh mệnh lực sẽ bành trướng đạt đến một mức độ khó tin. Thời gian 5 .000 .000 năm vạn năm, chẳng những cảnh giới cùng luyện thế thuật của Dương Phạm được bay vọt về chất, ngay cả luân hồi Bàn cũng dần dần được tinh luyện đến đinh của tiên bảo, tiên bảo cửu phẩm. Trận chiến với thích võ quàng, muốn thủ thắng chi dựa vào luyện thế thuật chi sợ rất gian nan. Mà luân hồi bàn vừa L.A. chi ban công năng, tự động hộ chủ của bản thân Pháp Bảo đã đánh bại thích võ quản. Dương Phạm rất vừa lòng đối với biểu hiện của luân hồi bàn. Vào thời khắc cảnh giới đạt tối uẩn sinh KV Đinh cực hạng, Dương Phạm thoáng dám chậm tốc độ tu luyện từ cực độ áp lực thông thà xuống. Cùng lúc hắn xử lý sự vụ của tiên vệ đoàn, rác ra không ít thời gian để tìm hiểu cân nhắc từng chi tiết nhỏ của cảnh giới điển sinh kỳ tiếp theo. Trong tiên hồng không gian, luyện chế tinh không thành lũy đã gần tới hậu kỳ. Theo như lời của thiên tượng đại sư thì, nhanh thì một vạn năm, lâu thì hai vạn năm, một tác phẩm tinh không thành lũy hoàn toàn mối sẽ hoàn thành. Dương Phạm chưa từng thả lớn chú ý về phương diện này. Bởi vi tinh không thành lũy chính là gia đình của hắn sau này. Còn nữa, một nhân vật cấp tiên đe ở trong tiên hồng không gian, ít nhiều hắn có chút lo lắng. Vùng đất sống, trong một không gian được hào quang xanh biết ngăn cách. Dương Phạm nhìn thấy ngoại hình đại khái của thành lũy dạng đĩa tròn, ở giữa già viền ngoại móng. Có chút giống luân hồi bàn của Dương Phạm nhưng càng lộ vẻ không lô trăm trọng cả phần giữa thành lũy là một cung điện hình trứng cao ba tầng bể ngoài trong nhẵn trắng nhất bóng loáng như gương ở một số vị trí có khắc đồ án thần bí tầng một diện tích lớn nhất là trung tâm của cả cung điện hình trứng được coi là tầng trung tâm tinh nguyên lô nguồn năng lượng của cả tinh không thành lũy cùng với nhiều trận pháp khống chế then chốt đều ở chỗ này nơi này là trọng địa trung tâm của tinh không thanh lũy tài liệu dùng để luyện chế cũng kiên cổ nhất Đặng Thi Giao lấy tên cho tầng trung tâm này là tầng tinh hạch, cho dù toàn tinh không thành lũ sụp đổ, chỉ cần tầng tinh hạch này tồn tại, có thể chữa trị lại trong thời gian ngắn. Nhắc tới điểm này, Đặng Thi Giao cùng Thiên Tượng Đại Sư đều có chút đắc ý. Hiển nhiên đây là một ý sáng tạo rất lớn. Tầng tinh hạch ý nghĩa như tên gọi, giống như tinh hạch của một tinh cầu có thể thấp được địa vị của nó, bởi vì diện tích của tầng tinh hạch quá lớn trong việc thăng cấp ngày sau đặng thi giao thiết kế chia làm hai tân nội ngoại. Tinh hạch nội tầng sẽ hoàn toàn phong bế. Chuyên làm nơi đặt tinh nguyên lô và trận pháp then chốt đề phòng ngừa có người phá hủy sự vận hành và tiến hóa của tinh không thanh lũy. Chỉ có chủ nhân của tinh không thành lũy mới có thể đi vào nơi này. Quản lý quyển điều khiển trung tám của cả tinh không thành lũy và đua tài liệu vào tiến hành thăng cấp tinh không thành lũy. Tinh hạch ngoại tầng, bởi vì chất liệu cũng cực kỳ kiên cố, có thế cho chủ nhân sử úng mờ đồng phủ và phủ đệ là trọng địa trung tâm chỉ có người trọng yếu nhất mới có tư cách ở lại nơi này lúc gặp phải nguy hiểm tinh hạch ngoài tầng có thế được dùng làm nơi tránh nạn ở trên dưới tầng tinh hạch đều có một tầng đều là không gian cư trú của tinh không thanh lũy hai tầng này là chia làm tầng phụ thuộc hoặc tầng cư trú đặng thi giao từng đế lộ theo tinh không thành lũy thăng cấp và mở rộng số tầng phụ thuộc của cung điện hình trứng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cho dù chứa ngàn vạn người tu luyện cũng không phải việc khó. Cung điện hình trứng là nơi trung tâm kiên cố nhất của tinh không thành lũy, càng ra ngoài tài liệu càng mỏng, có lợi cho việc đi chuyên trong tinh hà. Thiên tượng đại sư lấy tên cho bộ phận chung quanh này là thiên dực Bàn, nó hết sức thần kỳ. Dùng cho tinh không thành lũy phi hành, chiến đấu và phòng ngự. Trước mắt, luyện chế thiên dực bàn còn chưa hoàn thành đặng thi giao giải thích. Chi chốc lát, Dương Phạm đi vào tầng tinh hạch của cung điện hình trứng trong tinh không thành lũy. Ở trung tâm nhất của tầng tinh hạch có một cái miệng rồng lớn màu đồng xanh. Toàn thế miệng rồng này là một đinh lô trì, ao, khổng lồ được bao phủ bởi một màn hào quang màu trắng. Xuyên qua màn hào quang màu trắng, Dương Phạm nhìn thấp chất lòng nhiệt độ cực cao chảy trong đinh lô trì, lóe ra hào quang kim loại các màu. Đây chính là tinh nguyên lô, tác phẩm tột đinh trong đòi của Lão Phu. Giờ phút này nó đã có thế so với thứ thần khí. Ngày sau có thế không ngừng trường thành, dẫn theo việc thăng cấp của cả tinh không thanh lũy. Thiên tượng nhìn chằm chằm vào đinh lô đồng xanh, trong mắt lóe ra màu sắc hưng phấn nóng bóng. Dương Phàm cũng nhìn kỹ tinh nguyên lô này. Cả đinh lô trì rồng xanh lộ vẻ cổ xưa dày dặn và nặng nể, bên trên điêu khắc đường nét trận pháp phức tạp. Không ngờ đạt tới cấp bậc thứ thần khí. Dương Phạm kinh hãi không thôi. Độ cứng trắng và chịu nhiệt của tinh nguyên lô kia đạt tới một mức độ khủng. Giỏi khắp thất giới cũng rất hiếm có lực lượng có thể phá hủy tinh nguyên lô này. Càng trọng yếu là tính thăng cấp của nó. Chỉ cần hàng năm đưa tài liệu vào trong miệng trong sẽ có một ngày nó có thể trở thành thần khí chân chính. Thiên tượng không thể giấu được vẻ hung phấn trên mặt. chương 969, Dương Phạm đã chết. Trong đại luân hồi vô hình, Dương Phạm có thể cảm nhận được một phen ý tốt cùng chân thành của Du Vân Tiên Đế. Một lời đã định. Trong mắt Dương Phạm lộ ý cười, nửa thật nửa giả nói ra lời này. Tốt. Du Vân Tiên Đế càng thêm nhìn Dương Phạm với cặp mắt khác xưa, hơi thám ý liếc hắn một cái, bản đế sẽ chờ mong cái ngày ngươi tấn chức tiên đế. Hai người đứng trên đông vân môn, trò chuyện câu được câu chăng du vân tiên đe phát hiện mình nói chuyện với thiếu niên trước mắt này rất hợp duyễn là nhân vật cấp tiên đe hắn cò đơn không thấy nghi ngờ địa vị càng cao càng khó tìm được bạn tri kỷ giỏi mắt khắp các tiên vệ đoàn của vân tiêu cung người nào không cung cung kính kính với hắn mà duy nhất có dương phàm có thể nói chuyện thẳng thắn thành khẩn tự nhiên với hắn nhược băng hữu đương nhiên hắn cũng không biết Dương Phạm có thể làm được điều này là bởi vì tự tin vào thực lực của mình. Dương Phạm tin chắc, gặp phải tiên đế trình, tự bình thường, vì tất mình không có lực đánh một trận. Biểu hiện của Du Vân tiên đế cùng Dương Phạm lọt vào trong mắt của những tiên nhân và tiên vệ chấp pháp khác trong vân tiêu cung. Lại nhấc lên sóng gió ngập trời. Xem ra đồn đại không giả. Dương này quà thật được tiên đế tán thường. Một gã chấp pháp kim tiên tứ trọng nhìn tình hình này, kinh ngạc vô cùng. Đoàn trưởng thật tài ba. Không ngờ có thể ngang hàng cùng tiên đế, nhìn qua quan hệ bọn họ không tồi. Rất nhiều tiên vệ trong tiên vệ đoàn thứ 9 không khỏi sinh lòng tự hào. Lúc này Dương Phạm Thân là nhân vật cấp tiên quân đã có thể kết giao bằng hữu với nhân vật cấp tiên đế, ngày sau chi sợ có tiềm lực trở thành tiên đế. Hai người đứng trên đông vân môn ước chừng một canh giờ. Thẳng đến khi một cổ kiểu bích ngọc phù vân tỏa ra hào quang nhiều màu dịu dàng từ trong cửa đông lơ lửng trôi qua, cũng có hai chục vệ sĩ bích ý, y phục màu xanh biếc, hộ giá. Khiến Dương phàm ngạc nhiên chính là tu vi của hai mươi vệ sĩ y phục xanh biếc này đều đạt tới trinh tự kim tiên thượng vị. Cổ kiểu bích ngọc phù vân kia được một đám mây rực rỡ như chiếc lá xanh biếc phụ trợ. Bốn phía chiếu rọi hào quang nhiều màu mù mịt, mồng lung huyên ảo. Trời ạ! À! không ngờ là bích diệp phù vân kiệu của cửu công chúa. Toàn bộ gần cửa đông ồ lẻn chấn động. Vô số kiếm quan bay múa, vô số thần niệm xẹt qua. Tránh đường. Dương Phạm quát lớn một tiếng, hoàng kim chiến kích trong tay vung lên. Trong huyết mạch thân thế phát ra một cổ khí tức nguyên thủy giả mang sinh ra lực lượng kinh sợ tâm hồn, khiến toàn trường yên tĩnh. Báp bá. Hơn vạn tiên vệ canh giữ cửa đông giống như sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng dọn dẹp đám người, mở ra một con rộng lớn cho cựu công chúa Những tiên nhân ý đồ tối gần bị đè tại chỗ Người lớn tiếng hò hét trực tiếp bị và miệng Trong khoánh khắc bầu không khí chung quanh cửa đông yên tĩnh Tiên vệ quan duy trì trật tự gọn gàng ngăn nắp Ngay cả những nhân vật tu vi đạt tới cấp bậc tiên quân cũng không dám lồ mãn Đối kháng với tiên vệ quân cũng tương đương chống lại vân tiêu cung huống chi trên đồng vân môn kia còn có tiên đe tọa trấn. Toàn bộ quá trình duy trì trị an hết sức thuận lợi. Du vân tiên đế đứng trên đổng vân môn, ánh mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn cổ kiệu bích diệp phù vân phát ra hào quang mông lung, vẫn không nhúc nhích. Bích diệp phù vân kiệu vừa bay ra khói đồng vân môn. Bá! Một dáng người oai hùng trắng trước phù vân kiệu. Người nào? Dám chắn đường của cửu công chúa. Một gã vệ sĩ bích ý quát to. Ta chính là tiên vệ đoàn trường Dương Kỳ Trấn Thủ Vân Tiêu Cung. Công chúa du lịch, hộ giá không chu toàn, đặc biệt đến xin tạ tội. Dương phàm không kiêu ngạo không xỉm nịnh, thi lễ hướng bích diệp phù vân kiệu. Một bức trèm che xanh biết trong suốt trắng tẩm nhìn của hắn. Hắn vốn muốn thông qua cảm quan đại luân hồi thăm dò tình huống bén trong, lại cảm giác trên bích diệp phù vân kiệu kia ân chứa một cổ thần thông đáng sợ, vô hạn suy yếu cảm quan của hắn. Loại lực lượng này. Trong lòng Dương Phạm chấn động. Hắn có thể cảm giác được sự đáng sợ của cổ lực lượng kia đã chạm đến cấm kỵ của thế giới này. Vào lúc Dương Phạm chặn đường xin tạ tội, toàn bộ phụ cận cửa đông một vùng tĩnh mịch. Rất nhiều người đều đứng yên tại chỗ. Ngừng hò hấp. Không ai nghĩ đến ngôi sao kỳ tích, cuộc khới trong 10 vạn năm gần đây của Vân Tiêu Cung lại tò vẻ săn đón cừu công chúa ngay cả du vân tiên đế kia trong mắt cũng lộ vẻ khác thường. Sau một lát, trong cảm quan của tất cả mọi người, dường như trải qua thời gian thật lâu. Dương đoàn trướng làm hết chức trách, làm sao có tội. Ngược lại là bản điện du lịch, mang phiền toái đến cho các ngươi. Một thanh âm dịu dàng như tiếng trời, phản phất chuyển ra từ trong mây mù mờ mịt, có một loại âm luật tự nhiên như suối chảy róc trách. Khoảnh khắc này, tất cả phiền não trên thế gian như mây khói biến mất theo gió. Thanh âm tươi đẹp kia dung hợp giai điệu đẹp nhất trong tự nhiên, trước mắt như có thể rõ ràng nhìn thấp tinh linh đang nhảy múa trong gió, như con cá tự do trong nước. Thanh âm này khiến Dương Phạm vừa cảm thấy quen thuộc lại cảm thấy xa lạ. Một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Thông qua nhận biết thanh âm hắn có thể xác định người lên tiếng là Vân Vũ Tịch, nhưng lại có chút xa lạ. Vào thời khắc tất cả ngần ra, bích diệp phù vân kiệu đã bay hướng cuối thiên địa hào quang mịt mờ. Vụ. Lại không nhận ra ta. Dương Phàm có chút thất thần, hoảng hốt trong nháy mắt giống như đã qua một đòi quá trình quen biết vân vũ tịch, chung sông với nhau bình tháng xẹt qua trong đâu. Giờ khắc này, hắn lại có thế ngộ kỳ diệu đối với ảo nghĩa của đại luân hồi. Thật lâu sau, hắn âm thầm thở dài, Dương Phàm của kiếp trước đã chết, kiếp này ta là Dương Kỳ. Dương Kỳ cùng Dương Phàm từ một trình độ nào đó mà nói đã không phải một người. Bất kể là linh hồn hay là tháng thế đều biến thành người khác. Duy nhất không biến là linh hồn tâm ấn, còn có trí nhớ của kiếp trước vượt qua luân hồi mà tới. Vũ tịch không nhận ra ta cũng rất bình thường. Dương Phạm thở dài thật dài. Ngay cả hắn khi nghe đến thanh âm của cựu công chúa cũng có vài tia cảm giác xa lạ. Vũ tịch mà ta đau khổ truy tìm rốt cục có còn là vân vũ tịch ngày trước hay không? dương phàm đột nhiên có chút mẻ mang trong đại luân hồi vô hình hắn bắt giữ được một tia cảm ứng nghiệm chứng trực giác của hắn dương phàm đã chết như vậy vũ tịch còn chân chính tồn tại hay không ha ha tinh thiên thế giới này lại có thể một kẻ thần phục dưới váy cửu cống chúa một thanh âm nghiền ngẫm vang lên bên tai dương phàm du vân tiên đế xuất hiện tại bên cạnh trên mặt dường như có vài phần đồng tình xem ra Đại Thống Linh cũng là một trong những người ngẫm hâm mộ cửu công chúa. Dương Phạm phản kích không chút nể nang. Du Vân Tiên Đế ngẩn ra, thần kỳ là không tức giận. Hắn ngược lại có chút chột dạ. Dương Kỳ này làm sao biết trong lòng hắn cũng thẩm mến ngôi ám dạ chi tinh xinh đẹp rực rỡ nhất của tinh thiên thế giới. Ám dạ chi tinh khiến tất cả tinh tú trời đêm của tinh thiên thế giới ảm đạm thất sắc có lẽ chỉ có danh hiệu này mới có thể hình dung vẻ đẹp tuyệt trần của cửu công chúa không phủ nhận lời dương phàm du vân tiên đế đưa tay vỗ vai hắn ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đi cửu công chúa chính là một giấc mộng hoàn mỹ của tinh thiên thế giới rất nhiều người ngưỡng mộ thậm chí còn chưa từng ra mắt dung mạo của nàng bói vi phạm là người từng nghe thanh âm của nàng từ đó về sau sẽ không thể quên đi chương 970, Luân hồi tin bảo. Bởi vì Phàm là người từng nghe thanh âm của nàng, từ đó về sau sẽ không thể quên đi. Nghe đến cuối cùng, trong lòng Dương Phàm hơi chấn động, không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt vũ tịch. Từ sau khi nghe thanh âm của nàng thì không thế quên đi. Chỉ là hiện nay Luân hồi tân sinh, nghe được thanh âm của cửu công chúa cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cửu công chúa của Vân Tiêu Cung Thiên Giới có còn là vũ tịch ngày trước tại Phạm Giới hay không? dù sao vũ tịch năm đó ở phàm giới cũng chỉ là một kịp mà cửu công chúa trải qua Cũng không phải là bản tôn ban đầu của nàng trong lòng hắn mơ hồ lo lắng du vân tiên đế khuyên hắn một câu đơn giản là cho hắn sớm ngày từ bó rồi sau đó than nhẹ một tiếng hư không biến mất cửu công chúa du lịch một hai tháng rồi trở về vân tiêu cung từ đó về sau không còn tin tức dương phàm thi sử dụng thế lực cùng tài sản của mình ý đồ liên hệ Dư Mộng Thanh trong nội cung. Dư Mộng Thanh từng là nha hoàng của cửu công chúa, nếu có thể liên hệ được nàng, sự tình liền đơn giản. Nhưng là thử nghiệm của Dương Phàm đều thất bại. Nội cung tự thành hệ thống, tự cấp tự túc cùng ngoại cung gần như là hai thế giới, liên hệ lẫn nhau rất ít càng không nói đến liên hệ với người của Bích Giao Cung. Dương Phàm có chút mất mát, trong lòng thẩm tính toán, xem ra chỉ có thể lén vào nội cung lén vào nội cung dương phàm cũng không nắm chắc không bị phát hiện theo hắn tìm hiểu nội cung chính là tiểu thế giới do đại đế mở ra nếu mạo mùi tiến vào rất có thế sẽ kinh động đến đại đế chờ ta có đủ nắm chắc thành công nhất định phải lén vào nội cung giờ phút này trong lòng dương phàm không chắc chắn hắn thiếu hiểu biết đối với thực lực của đại đế ở trong mắt tiên nhân bình thường đại đế chính là thần không gì không làm được, bọn họ có thể sáng lập thế giới, có thể chướng khống không gian, thậm chí có lực lượng thay đổi thời gian. Huyễn tiên tam trọng Mặc dù chỉ có tam trọng, nhưng chênh lệch giữa mỗi trọng chính là chênh lệch của một cấp bậc lớn, giống như khoảng cách thật lớn giữa chân tiên cùng kim tiên. Càng thậm chí, đại đế có còn tại trình, từ huyễn tiên hay không còn là một bí ấn. Sớ dĩ cẩn thận như thế là bởi vì Dương Phàm chỉ có một lần cơ hội. Một khi thản phận của hắn lộ ra, khẳng định không thế ở lại thiên giới. Hắn chướng khống luân hồi, không lo lắng an nguy của mình nhưng lại lo lắng cho người thân kiếp này. Hơ vơ vọng có thể sớm ngày luyện tạo thành công tinh không thành lũy, như vậy có thể đưa người thân tiến vào. Tâm thần dương phạm thi thoảng dung nhập tiên hồng không gian, chú ý tình huống luyện tạo tinh không thành lũy. Thản hữu kiếp trước đều ở thiên lang tiên phủ trong tiên hồng không gian trong đó có không ít người yêu cầu đi ra giải sầu đều bị phụ tháng dương thiên từ chối. Trong quá trình chờ đợi dài dòng, một người đau khổ truy tìm lại tự mình tìm tới. Người này chính là Du Mộng Thanh. Du Mộng Thanh tự tìm tới Dương Phàm Về phần làm sao biết Dương Phàm với thản phận tiên vệ đoàn trướng của hắn giờ phút này, bản thân chính là nhân vật nhiều người chú vê. Rốt cuộc cô xuất hiện rồi, biết ta đã tìm cô bao lâu không? Dương Phạm ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Dương đoàn trưởng. Ngươi là ngồi sao kỳ tích, trong 10 vạn năm gần đây nhất của Vân Tiêu Cung, trong nội cung cũng có thể nghe thấp ngươi tỏ về ân cần đối với cửu công chúa ở cửa đông. Ta thật vất vả đi ra ngoài một chuyến chính là cố ý tới tìm ngươi. Dương Mộng Thanh mang theo một tia ý cười nghiền ngẫm. Tới Vân Tiêu Cung nhiều năm như vậy, tu vi của nàng tăng lên một tầng, đạt tới kim tiên bát trọng thật khiến Dương Phạm bất ngờ đi tới La Thiên Tiên Cảnh, hiện tại ngươi còn cho trang theo đuổi Bích Giao Vân Tiên là sự thật hay không? Không ngờ Dương Mộng Thanh lại tới an ủi khuyên nhủ Dương Phàm Nói cho ngươi tình hình thực tế. Trong thất giới này, không thiếu nhân vật cấp tiên đế đang theo đuổi công chúa Điện Hạ. Còn có một bộ phận tiên đế dứt khoát từ bỏ ý định. Từ sớm. Dương Phàm trầm mặt một lát, gật đầu nói, đúng vậy, đối với đại đa số người, cửu cống chúa chính là một giấc mộng hoàn mỹ thế nào, ngươi cho rằng minh khác với bọn họ, càng thêm đặc thù, người ưu tú hơn ngươi, giỏi khắp thiên giới đêm không xuể, đều không thể lọt vào mắt xanh của cửu công chúa. Dư Mộng Thanh đã kích không chút lưu tình, nàng muốn tốt cho Dương Phạm mới nói trực tiếp như vậy, bởi vì Dương Phạm cười chua xót, thật lâu trước kia, ta cùng Vũ Tịch quen biết, đồng thời còn có một đoạn tình cảm luyến ái. cái gì? Dư mộng thanh trợn trừng mắt, trong mắt đầy vẻ rung động, ngươi đã sớm nhận thức công chúa, hơn nữa đã có một đoạn tình cảm luyến ái. Điều này sao có thể? Vật này chính là tính vật đính ước giữa ta và vũ tịch. Dương Phạm lấy thất hương ngọc hồn địch ra đua cho Dư Mộng Thanh. Tin tưởng với năng lực của ngươi, đua vật này tới trước mặt cửu công chúa hẳn không phải việc khó. Dương Phạm nhìn thẳng nàng. Dư Mộng Thanh nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng mới thốt lên, Dương Ca nếu không nói sai, ngươi quá thật được cửu công chúa ưu ái. Đây quá thật là một chuyện rất giỏi, ngươi làm được chuyện mà vô số tài tuấn trẻ tôi trong thất giới không làm được. Vốn ta cho rằng, nam nhân duy nhất trong thất giới có khả năng được cửu công chúa yêu thích là phụ lâm tiên đế gần như hoàng mỹ kia. Hiện tại xem ra, rất nhiều người đều sai lầm. Dương mộng thanh cất kỹ thất hương ngọc hồn địch, sau đó nói rõ tình trạng hiện tại của mình ở nội cung với Dương Phàm. Nguyễn Lai. Lần này Dư Mộng Thanh trớ lại nội cung quả thật được trọng dụng. Một vạn năm gần đây, nàng thậm chí được đế bạc làm phó tổng quản nội cung. Nội cung khác với ngoại cung, rất nhiều chức vụ đều do nữ nhân đám nhiệm. Dù sao nội cung từ một mức độ nào đó mà nói kỳ thật cũng tương đương với hậu cung của đại đế. Không nán lại bao lâu. Dư Mộng Thanh vội vàng rời đi mặc dù nàng là phó tổng quán nội cung cũng không thể rời đi lâu. Kế tiếp, Dương Phạm bắt đầu chờ đợi dài đẳng đẳng. Vũ tịch nhìn thấy tính vật đinh ước này, nhất định sẽ biết là ta. Trong lòng Dương Phạm chờ mong như thế. Mục tiêu truy tìm mười mấy vạn năm, mắt thấy sắp thực hiện được. Đây là mục tiêu lớn nhất của Dương Phạm trong giai đoạn hiện tại ngoài việc thôi điển đại đạo tiên hồng. Còn có một việc đó là tìm được bản thế của vô song thần kiếm, hoàn thành ý nguyện của vô song. Đây cũng là việc Dương Phạm hết sức coi trọng. Chờ đợi hai tháng. Dương Mộng Thanh vẽ mặt lãnh đạm trở lại, tìm tối Dương Phạm, cửu công chúa trả lời, nàng căn bản không biết ngươi. Cái gì? Trong lòng Dương Phạm chấn động, tại sao có thể nhựa? Chẳng lẽ cửu công chúa của Vân Tiêu Cung với vũ tịch của phàm Giới không phải là cùng một người? Chuyện Dương Phạm lo lắng rốt cục đã xảy ra. Nhựa, nàng có nhìn thấy tính vật đính ước kia không? Dương Phạm hít sâu một hơi. Nhìn chầm chầm dư mộng thanh. Cảm quan đại luân hồi đã tập trung nàng, một khi có biểu hiện nói dối sẽ bị Dương Phạm nhìn thấu. Dưới loại tình huống này, Dương Phạm nắm giữ tâm tình dao động cùng biến hóa tâm lý của nàng. Cái gì mà tính vật đính ước? Ngươi không ghen mơ tướng hảo huyển. Dư mộng thanh cười lạnh nói. Dương Phạm nhìn vào mắt nàng thật lâu xác định nàng không nói sai. Tuy nhiên, giọng điệu dư mộng thanh hơi dịu đi, cửu công chúa nói, nàng rất thích cây sáo ngọc kia. Vừa nhìn thấy lần đầu liền yêu thích không buông tay. Nàng còn hỏi, cây sáo ngọc này tên là gì? Thất hương ngọc hồn địch. Trong lòng dương phạm bị đà kích thật lớn, trao mày chim trong trầm tư. Nếu cửu công chúa không phải vân vũ tịch, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy thất hương ngọc hôn địch liền yêu thích không buông tay dù sao sáu ngọc này ở nhân giới tuy là trân bảo nhưng ở thượng giới lại không tính là trân quý với thản phận địa vị của cửu công chúa hẳn là sẽ không hiếm lạ lần này sau khi dư mộng thanh rời đi thật lâu không trở lại thẳng đến hơn vạn năm sau dư mộng thanh lại tìm tối dương phàm hơi có một tia vui mừng cửu công chúa hàng năm làm bạn với sáu ngọc bộ dạng tâm sự nặng nề. Hơn nữa thường xuyên hói đến ngươi. Chưa từng thấy cửu công chúa nhiều lẫn đề cập đến tên của một nam nhân như vậy, xem ra nàng rất hiếu kỳ đối với ngươi. Rất khó được, lần này Dương Mộng Thanh lại tới chúc mừng. Dương Phàm mặt mày rạng rỡ, cười nói, làm phiền cô giúp đỡ. Nếu có cơ hội để ta cùng cửu công chúa lén gặp mặt, đó là tốt nhất. Ngươi muốn hẹn hò cùng công chúa. Dương Mộng Thanh lộ vé cảnh giác ha ha. Có gì không thế? Chuyện này còn nhờ cô tác hợp nhiều hơn. Dương phàm bộ dạng thoải mái, mặt mày tinh bơ lấy ra một khối tiên thạch cực phẩm đưa cho Dương Mộng Thanh. Khối tiên thạch cực phẩm này tặng cho cô. Xem như bồi dưỡng nho nhó. Dương Mộng Thanh tiếp nhận khối tiên thạch cực phẩm này, tim đập thình thịch. Đây chính là tiên thạch cực phẩm, có thể đổi được 10 ức tiên thạch bình thường. Sau khi thu lấy tiên thạch cực phẩm, Dư Mộng Thanh liếc nhìn Dương Phàm một cái thật sâu, với thản phận tiên vệ đoàn trướng của ngươi, cho dù nhậm chức một trăm vạn năm cũng không lấy ra được một khối tiên thạch cực phàm. Tuy nhiên, nàng cũng hứa hẹn việc tác hợp. Cho dù không có khối tiên thạch cực phẩm này, nể tình bằng hữu, ta cũng sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Tuy nhiên, tác dụng của khối tiên thạch cực phẩm này đối với việc tu luyện của ta thật sự quá lớn. Cuối cùng, Dư Mộng Thanh cũng có chút ngượng ngùng. Dương Phàm thẳm buồn cười, nhận được khối tiên thạch cực phẩm này, chi sợ ngươi sẽ càng ra sức. Lén gặp cửu công chúa, điều này rất khó. Trong khoảng thời gian ngắn không thực hiện được, hơn nữa việc này còn phải chờ thỏi cơ. Đây là câu nói của Dư Mộng Thanh trước khi rời đi. Kế tiếp, trong một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấp Dư Mộng Thanh liên hệ. Mà trong thời gian này, trong tiên hồng không gian, luyện tạo tinh không thành lũ rốt cục đi vào giai đoạn cuối cùng. Từ xa nhìn lại, đó là một cái đĩa tròn cực lớn màu bạc sáng rọi đường kính ngân trượng. Cung điện hình trứng ở giữa thành một khối với tinh không thanh lũy một cách tự nhiên. Thanh lịch tinh mỹ lại không mất nhuệ khí. Tướng công. Tinh không thanh lũy cơ bản thành công. Giai đoạn hiện tại đại khái có thể chứa mấp trăm người. Nhưng là độ cứng trắng của thành lũy rất mạnh, lực lượng dưới tiên đe không thể phá hủy. Đặng thi giao niềm vui tràn trề nói. Dương Tiên Quảng, ngươi là chủ nhân của tinh không thành lũ này, có thể đặt cho tinh không thành lũy một cái tên hay không? Thiên Tượng đế nghị. Dương Phàm không chút suy tư nói, Luân Hồi Tinh Bảo. Đám người Thiên Tượng bật cười, cái tên này cùng với vẻ ngoài của thành lũy ngược lại rất chuẩn xác. Bọn họ tự nhiên không rõ ý nghĩa đại biểu của hai chữ Luân Hồi trong Luân Hồi Tinh Bảo. Vào lúc mọi người bởi vì luyện chế Luân Hồi Tinh Bảo thành công mà vui mừng nhảy nhót, Dương Tiên Quảng, Luân Hồi Tinh Bào đã luyện chế thành công. Hiện tại chúng ta cũng nên rời tiểu thế giới này. Lam Băng Tiên Đế cười nhìn phía Dương Phàm. Hắn muốn rời khỏi tiên hồng không gian. Sắc mặt Dương Phàm lập tức lãnh đạm, có thế. Nhưng là tiên đế đại nhân nhất định phải hạ lòi thế độc linh hồn, không được để lộ bí mật của tiêu thế giới này cùng với luân hồi tinh bào, cũng không được có mưu đồ cùng ác ý gì với Dương Mồ. Người uy hiếp ta, Lam băng tiên đe nhướng mày, hắn đã nhìn Dương Phạm thật lâu. Một con kiến dám uy hiệp tiên đế. Chẳng lẽ không biết, ý chí của tiên đế là không thiệt nghịch. Trong phút chốc, toàn bộ không gian bao phủ quần sáng xanh biết dâng lên một cổ tinh thản ý chí bể nghệ thiên địa, giam cẩm mồi tất không gian khiến linh hồn mọi người kinh hãi run sợ. Lam băng tiên đế. Hắn muốn đồng thủ. Ngao. Con chó nhó đang ngủ bồng nhiên tinh giấc, rít gào một tiếng, chương 971, tiên đế. Mạnh bao nhiêu? Ngao. Sau tiếng rít gạo của con chó nhỏ, toàn bộ không gian hào quang săn biết yên lặng như chết. Thân thế của Lam băng tiên đế cứng ngắc tại chỗ. Cổ tinh thần ý chí bể nghệ thiên địa kia bị áp bách ở một tất quanh thân. Sắc mặt dương phạm lạnh băng, thái độ cứng rắn, làm sao có thể đế người này rời tiên hồng không gian. Thẳng ở tiên hồng không gian, cho dù làm Băng Tiên Đế có thế chướng khổng không gian cũng không nắm chắc tròi đi. Trong không gian quỷ dị này, hắn mất liên hệ với ngoại giới. Tiên hồng không gian cũng không phải hắn có thể lay động. Một tiếng rít gào của con chó nhỏ khiến hắn hải hùng khiếp vía, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Đây là sinh linh gì, chi vẹn vẹn rít gào một tiếng thiếu chút nữa khiến cho hồn phách của nhân vật cảnh giới cừu thiên huyển tiên như hắn muốn tan biến. Lúc này hắn đột nhiên có chút hối hận. Nơi này là địa bàn của Dương Phàm, làm sao có thể đối xử cứng rắn với hắn? Có lẽ làm tiên đế từ xưa tới nay sống an nhàn sung sướng khiến hắn quen thói nhìn xuống vạn vật, trà bò nhân vật cùng cấp, hết thảy gì khác đều là con kiến. Chân chính mang áp lực đến cho làm băng tiên đế vẫn là con chó nhỏ kia. Cảm giác thiếu chút nữa hồn phách tan nát vừa rồi khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Từ sau khi thành tựu huyền tiên, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra tâm lý sợ hãi đối với một sự vật, dương tiên quản, ý ngươi là sao? Chẳng lẽ muốn cưỡng bách bản đế lưu lại chỗ này? Lam băng tiên đế đầy vẻ tức giận. Khi tức giận nảy sinh, quanh thản quanh cuốn một cổ tinh thần ý chí dẫn động tiên linh khí bốn phía rung rây. Không gian dường như động lại, thời gian cũng có vẻ chậm chạp. Bá! Con chó nhó vung trảo, dẫm hắn xuống mặt đất, vẻ mặt khinh bi nói, một tên tiên đế nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo trước mặt bán thần thú. Đặng thi giao cùng thiên tượng đại sư đều sợ ngây người. Bọn họ vừa phát hiện dương phàm xung đột với lam băng tiên đế. Còn không kịp ngăn càng thì con chó nhỏ đã ra tay giẫm lam băng tiên đế năm bẹp trên mặt đất. Đây rốt cục là sinh linh gì, ta lại không thể động đậy. Lam băng tiên đe bị một móng vuốt nho nờ hờ rờ của con chó nhỏ dẫm trên mặt đất không thể nhúc nhích tí xíu. Một vị tiên đế lại bị một sinh linh như sủng vật chó giẫm nát dưới chân. Thế gian làm sao có thế có sinh linh cường đại như thế này? Chẳng những đám người thiên tượng đại sư kinh hải. Ngay cả Dương Phàm đều rung động không thôi sau khi tới La Thiên Tiên Cảnh, hiểu biết của hắn đối với nhân vật cấp tiên đế đã không còn giới hạn trong truyền thuyết. Trước quẩn sinh hậu kỳ, đối mặt với tiên đế hắn không có lực trả đòn. Nhưng là ở trước mặt con chó nhó, làm bằng tiên đế căn bản không có lực trả đòn. Đặng thi giao thiên tượng đại sư cùng với rất nhiều lao động luyện khí sư đều ngay ra như phòng thật lâu sau bọn họ mới phán ứng lại trong ánh mắt nhìn phía con chó nhó tràn ngập kính sợ cùng cô quái bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được con chó nhó vẫn lười biến thích ngủ gật này lại có thực lực cường đại như thế Dương Phàm thậm chí hoài nghi con chó nhó này rốt cục có phải khí Linh hay không một cái khí linh làm sao có thể cường đại hơn chủ nhân đến trăm lẫn. Hắc hắc. Chủ nhân, thến. Thực lực của ta cũng không khổng chứ hả? Con chó nhó dẫm lam băng tiên đế trên mặt đất, vẻ mặt xung xoe nói với Dương Phạm, có vài phản ý tứ lấy lòng. Cử động này khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Con chó nhó rõ ràng là đang lấy lòng Dương, biểu lộ bản lĩnh của mình. Ừm, không tồi, không tồi. Dương Phạm gật gật đầu, hết sức vừa lòng. Con chó nhó mừng thầm, hiện tại nhất định phải lấy lòng chủ nhân. Nếu không về sau, người trước buông hắn ra. Dương Phạm đột nhiên nói với con chó nhỏ. Vâng, thưa chủ nhân. Con chó nhó dời móng vuốt của mình ra, tháng hình nhoáng lên trở về bên cạnh Dương Phạm, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm Lam băng tiên đế. Lam băng tiên đế miễn cưỡng bò dậy, toàn thân ướt đẫm, một mực thới dốc vừa rồi lúc bị con chó nhó dẫm lên giống như bị ngọn núi ức vạn cân đè xuống, không thể thớ nổi. Chủ nhân, chẳng lẽ người muốn thả hắn đi sao? Con chó nhó khó hiểu hỏi. Dương Phàm chấp tay nói với thiên tượng, để đại sư chê cười rồi. Ta cũng không phải cố ý làm khó lam băng tiên đế. Mà là hắn sau khi tiến vào nơi này vẫn luôn mang lòng ác vê. Không dám, không dám. Thiên tượng đại sư có chút được kính quá mà sợ. Từ sau khi Dương Mồ Luân hồi tân sinh, vẫn chưa từng chứng kiến lực lượng chân chính của tiên đế. Ánh mắt Dương Phạm nhìn phía Lam Băng Tiên Đe. Hôm nay, Dương Mồ cho ngươi một cơ hội, đánh cùng ta một trận. Hiển nhiên Dương Phạm muốn cảm thụ bản lĩnh chân chính của tiên đế một chút. Sắc mặt Lam Băng Tiên Đe biến đổi không ngừng, thẩm nghĩ, Dương tiên quân này chi sợ là chủ nhân của thế giới thất lạc này. Chi cẩn giết chết hắn, chẳng những ta có thể chuyên nguy thành an, còn có thể trở thành chủ nhân mới của nơi này. Được. Lam băng tiên đế hít sâu một hơi, chi mong là một trận chiến công bình. Dương Phạm không đế ý cười cười. Ông. Quảng sáng xanh biết bao phủ bốn phía biến mất, tiên hồng không gian mênh mông vô ngần thoáng hiện ra trong nháy mắt. Tiếp đó. Một vòng sáng xanh biết lấy hai người làm trung tâm nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng đây con chó nhỏ. Đám người đặng thi giao thiên tượng đại sư ra ngoài lam băng tiên đế kinh sợ không thôi đối phương thật sự đã nắm giữ thế giới thất lạc này có thế mơ hồ nhìn thấp một vùng đen thẳm ở cuối thế giới này không gian quy dị như thế quả thật chưa từng nghe qua vòng sáng xa rí biết kia không ngừng mở rộng trong khoảnh khắc một vùng non xanh nước biết phạm vi ức dặm xuất hiện trước mặt hai người chẳng lẽ đây là năng lực sáng thế làm sao hắn có thể đạt tới loại cảnh giới này? Trong lòng Lam Bê ăn tiên đế đại loạn. Trên thực tế, còn xa dương phàm mới đạt tối cảnh giới sáng thế. Nơi này là lĩnh vực của tiên hồng không gian trong tiên hồng giới. Tăng trưởng theo cảnh giới của hắn. Hoặc nói cách khác, năng lực khai thiên tích địa này thuộc về tiên hồng giới. Mà dương phàm chính là chủ nhân của tiên hồng giới vùng đất sống vừa khéo chiếu rọi hoàn cảnh của không gian hiện tại của Dương Phàm vật chất được sáng tạo ra cùng cấp với không gian thượng giới. Dương Phàm thông qua tiên hồng giới nắm giữ loại bản lĩnh cùng thần thông này, gần như là một loại bản năng. Hắn khó thế tướng tượng tiên hồng giới này thuộc về đẳng cấp nào. Đi tới thượng giới, tiên bảo thuộc về loại pháp bảo tương đối quý hiểm. Mà thứ thần khí càng là tác phẩm đình chỉ tông sư luyện khí thất giới mới có thể tạo ra. Về phần thần khí trong truyền thuyết, đã không phải thất giới hậu thiên có thể tạo ra. Vừa sinh ra đã là thản khí gọi là tiên thiên, trải qua luyện chế mà thành thản khí gọi là hậu thiên. Cùng áp dụng với một số loại khác nhu như cảnh giới tu luyện, thiên tài địa bảo, nghe thiên tượng gián thuật, có vài món thần khí được dựng dục ra khi thất giới hỗn độn sơ khai. Những thần khí khác thì tới từ một nơi thần bí huyền bí của không gian thất giới. Giờ phút này Dương Phạm sử dụng tiên hồng giới thi chiến thần thông sáng thế, tạo ra núi sông, đại địa rừng rậm, thành trì thậm chí là một số động vật cấp thấp. Loại thần thông này hắn không thể tìm hiểu ra lại có thế thi chiến. Bởi vậy có thế thấp cấp bậc của tiên hồng giới ít nhất là thần khí thậm chí là cao hơn. Thần khí có năng lực khai thiên tích địa nhưng không nghe nói có kiện thần khí nào có thần thông sáng thế. Sau khi vòng sáng xanh biết mở rộng ra tám ức dặm, rốt cục ổn định củng cố toàn bộ thế giới non xanh nước biếc này chỉ còn lại dương phàm và lam băng tiên đế con chó nhỏ cùng với đám người thiên tượng đại sư đặng thi giao đều ở bên ngoài vòng sáng quan sát hai người đều tự dẫm trên một ngọn núi ở giữa là vực sâu không đáy mây mù lượn lờ dùng hết bản lĩnh của ngươi để ta kiến thức một chút tiên đế cường đại bạo nhiêu vì sao các ngươi có thể nhìn xuống vạn vật thất giới dương phàm chậm rãi nhắm mắt thanh âm mờ mịt vang vọng trong đại luân hồi. Tiên hồng không gian chiếu rọi vạn vật thế gian, ngay cả đại luân hồi cũng không ngoại lệ. Chiến đấu ở nơi này không khác gì ngoại giới. Nếu tử vong trong này, ngoại giới cũng sẽ chết. Trong mắt làm băng tiên đế lóe lên vẻ sắc bén, lãnh đạm nói, dưới tiên đế đều là mây bay. Chi nháy mắt, một cổ thần uy kinh thiên địa khiếp quy thần dưới tinh thần ý chí thúc dục ngang nhiên đánh lên người dương phàm. Dương Phạm phun ra một búng máu, thân hình đứng trên đinh núi liên tục lắc lư, thiếu chút nữa ngã xuống. Chỉ một ý niệm khiến tháng thế hắn đã bị thương nặng. Đại Luân Hồi có thế bảo vệ linh hồn của Dương Phạm, nhưng không thể bảo hộ thân thế. Chẳng lẽ ở trước mặt tiên đế? Dương Phạm vẫn không có sức phản kháng. Một ý niệm liền khiến Dương Phạm bị thương nặng. Nếu như cường đại thêm một chút, có thể trực tiếp phá hủy thân thế Dương Phạm, bức bách hắn lại luân hồi tán sinh. Tiên đế, còn cường đại hơn trong tướng tượng. Dương phàm lau khô vết máu khóe miệng, thương thế trên người được khôi phục trong khoảnh khắc. Thẳng ở vùng đất sống, lực khôi phục của hắn nhanh hơn ngoại giới gấp trăm lẫn. Cho dù hắn không sử dụng lực lượng lĩnh vực của nơi này, nhưng loại lực khôi phục này là một hiệu quả bị động. Sau khi làm băng tiên đế phát ra một kích kinh khiếp thần ma lại trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng vô cùng hắn vốn cho rằng chỉ một ý niệm có thể khiến thần hồn Dương Phạm bị diệt, tan biến. Nhưng sau khi tinh thần ý chí vọt vào cơ thể Dương Phạm lại như đá chim đáy biến, không thương tổn đến linh hồn của Dương Phạm. Thậm chí không tiếp xúc đến linh hồn của Dương Phạm. Linh hồn của Dương Phạm dung hợp trong mệnh hạch đại luân hồi với trình tự của Lam Băng Tiên Đế còn không thể xúc phạm tối linh hồn của hắn. Dương Phạm đứng yên tại chỗ. Khóe miệng mỉm cười, tiên đế thì thế nào? ngươi tổn thương được linh hồn ta sao chi cẩn không thương tổn đến linh hồn của dương phàm hết thảy đều là mây bay còn nữa trải qua hai kiếp luân hồi cùng tích lũy lực lượng linh hồn của dương phàm vị tất thua kém tiên đế nhỏ bé vô tri làm băng tiên đế cười lạnh tinh thần ý chí mênh mông tràn ngập không gian này áp bách núi sông đại địa tám ức dặm nơi này gió ngừng lại tiên linh khí động lại toàn bộ vật chất trong không gian hoàn toàn ngưng lại. Dương Phạm gần như mất năng lực hô hấp, chức năng của tháng thế bao gồm cả máu trong khoảnh khắc đó gần như ngưng động. Tiên đế trưởng khổng không gian tuyệt khá là người có thể thăm dò. Thanh âm cao cao tại thường của Lam băng tiên đế xuất hiện trên đinh mây. Không biết từ khi nào, hắn xuất hiện ở trên tầng mây đinh đầu Dương Phạm. Chướng khống tuyệt đối không gian. Tâm thần Dương Phạm rung lẻn. Ở bên ngoài quan sát, trong mắt đặng thi giao lộ vẻ lo lắng. Con chó nhó biểu môi như khinh thường, lại giữ vẻ trầm mặt. Hô, ông toàn bộ không gian trung động, áp lực không gian vô cùng vô tận dưới một cổ ý chí vô hình hội tụ cùng một chỗ ép lên người Dương Phạm. Dương Phạm cảm giác thân thế của mình gần như muốn nổ tung, khuôn mặt nghẹn đó bừng. Chướng khống không gian thì sao? Có tránh được nhân quả luân hồi hay không? Một tờ thanh âm mờ mịt từ trong luân hồi chuyển tới đột nhiên lực lượng không gian vô tận ép lên người dương phàm dưới sự vận chuyển của bánh xe luân hồi khổng lồ vô hình trống rỗng trở về trên thân tiên đế mờ lam băng tiên đe từ đinh mây rốt xuống miệng phun máu tươi không ngờ đã thụ thương Ngươi! điều này sao có thế lam băng tiên đế đầy vẻ khiếp sợ máu chảy ròng ròng mấp ngàn vạn năm lần đầu tiên hắn bị thương tiên đế cao cao tại thượng từ đinh mây ngã xuống từ thiên đường xuống trần thế. Dương Phạm cũng không biểu hiện bao nhiêu đắc vê. Bởi vì giao phong cùng tiên đế mới chi vừa bắt đầu. Tiên đế. Rốt cục mạnh bao nhiêu. Trong mắt hắn mơ hồ lộ ra vài tia hưng phấn. Chương 972, Chiến tiên đế. Làm băng tiên đế lau khô vết máu khóe miệng, vẻ kinh ngạc trên mặt dẫn thu lại ảnh mắt trầm tĩnh, nhược đâm nước sâu. Lạnh lẽo tĩnh lặng. Thần sắc ngưng trọng tỏ rõ biến hóa tâm lý hắn, chân chính đối đãi với vị dương tiên quân trước mắt như cường địch. Người đang quan sát bên ngoài không dưới mấp ngàn, mỗi người đều ngừng hô hấp, tâm thản đều tập trung vào trận chiến có một không hai này. Giờ khắc này bọn họ lại phát giác tiên đế cao cao tại thượng ngã từ đinh mây xuống dưới, không hề là nhìn mà không thế với tới nữa. Ý chí của tiên đe không thể trái nghịch. Câu nói được vô số người tu luyện tôn thờ là thiết luật này dường như cũng bị phá vỡ. Luân hồi sao? Làm băng tiên đe hít sâu một hơi, dị thường bình tĩnh nhìn chậm chậm dương phạm, con đường tu luyện của ngươi không giống với chúng ta, về cảnh giới trình, tự đã không thua tiên đế. Ha ha! Hiện tại ngươi mới phát hiện vấn đề này, không khỏi có chút quá chậm. Dương phạm đứng trên đinh núi cao thân hình phản phất như biến thành hư vô, không nắm được bất ca về một tia linh hồn khí tức. Khí tức hoàn toàn dung nhập đại luân hồi. Linh hồn không ở trong trần thế. Ai có thể thương tổn được ta? Tiên đế. Ngươi có thế sao? Trong mắt Dương Phàm lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm. Tinh thần ý chí của Lam Băng Tiên Đế tràn ngập mỗi một góc không gian, lại đã mất dấu khí tức của Dương Phàm. Ở trong cảm quan, phản phất như hắn không còn ở thế gian này. Hắn đi nơi nào? Dương Phạm lúc này mang đến cho hắn cảm giác dường như đã hóa thành thiên địa luân hồi, trở thành một bộ phận của nó. Muốn tổn thương đến hắn, trà khi công kích cùng thần thông có thể thẩm thấu đến luân hồi. Nhưng với trình tự của Lam Băng Tiên Đe chi dừng lại ở việc chướng khống không gian, hiểu biết về luân hồi dừng ở trình tự bên ngoài. Hắn châu mày chưa từng có đối thủ nào có thể mang đến cho hắn cảm giác không biết tấn công vào đâu này. Con đường đối phương đang đi đã vượt qua thường quy. Cảnh giới quy bị huyền bí đủ khiến tiên đế đau đẩu. Hai người cứ xa xa dằn coi như vậy. Lam băng tiên đế cũng không nóng nấy, cho dù đến giờ phút này hắn vẫn nắm quyền chủ động. Hắn rất nhanh phát hiện ra đại luân hội mang đến cho Dương Phạm phần nhiều là thần thông bị động. Nếu hắn không chủ động ra tay, đối phương cùng khó làm gì được hắn. Đại luân hồi chú trọng có nhân có quà nếu làm băng tiên đế không nhầm nó cùng tham niệm đối với dương phàm không ra tay với hắn nếu hắn muốn tạo thành uy hiếp đối với tiên đế cũng rất khó khăn trầm tư hồi lâu trong mắt lam băng tiên đế phát ra ánh sáng mãnh liệt linh hồn thông suốt luân hồi không trong thiên địa nhưng thân thế vẫn là sơ hờ lớn nhất của ngươi như trước nó là cầu nối liên hệ giữa thiên địa và luân hồi của ngươi ý cười trên mặt lam băng tiên đế càng ngày càng lạnh băng lời nói vừa dứt trong tay lam băng tiên đế xuất hiện một thanh băng tinh thần kiếm một cổ kiếm khí hàng ý tận xương tỏa ra khắp thiên địa trong thế giới rộng lớn phạm vi tám ức dặm này một cổ khí lạnh đông kết thiên địa vạn vật cổ kiếm khí cực lạnh tuyệt sát kia xuyên thấu thiên địa gần như bỏ qua hạn chế về không gian tiên đế trường khống không gian công kích của bọn họ gần như có thể dùng phương thức thuấn di trực tiếp công kích đến mục tiêu khoảng cách một ức dặm không khác gì gần trong gang tất sức địa thành thốn của thế gian so với nó căn bản không đáng nhắc tới đây mới chính là thần thông huyền ảo thẩm thấu đến bản chất của thiên địa dương phàm gần như không có cơ hội né tránh bị băng tinh thần kiếm đám thủng thân thế huyết mạch đóng băng một cổ kiếm khí cực lạnh gần như thông qua thân thế làm cẩu nối truyền đến linh hồn dung nhập trong đại luân hồi nếu không phải linh hồn của dương phàm không trong trần thế cho dù cách xa ức vạn dặm cũng có thể bị thương tổn của công kích này ảnh hưởng đến. Bởi vì công kích của tiên đe gần nhất thế bó qua hạn chế về không gian. Mắt thấy Dương Phạm bị một kiếm đâm xuyên. Thân thể tan biến trong nháy mắt. Trong lòng thiên tượng đại sư không khỏi thảm thang Chung quy hắn không có sức phản kháng. Thân thế Dương Phạm chấn động, kêu một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệch. Sau đó một cánh tượng đáng sợ xảy ra, thân thế hắn nhanh chóng héo rũ già nua, trong khoảnh khắc hóa thành lão già đau bạc sau đó hóa thành một đống tro bụi. Ông, một đạo luân hồi môn mở ra. Một sinh mệnh yếu ớt trong hào quang mê ly nhiều màu lại trướng thành thành một nam nhân. Dương KV Hắn lại tân sinh. Đương nhiên loại tán sinh này là thông qua tiểu luân hồi thực hiện. Tiểu luân hồi mà Dương Phạm nắm giữ đã trở thành một bộ phận của đại luân hồi, cảnh giới tăng lên không biết bao nhiêu trình tự nhìn nam nhân bình yên vô sự trước mắt. Làm băng tiên đế biến sắc, kinh hai nói, thông qua cái giá một lần luân hồi, vô hạn kéo dài và chia nhó thương tổn, không hổ là tiên đế, liếc mắt một cái lại có thể hiểu ra nguyên lý thần thông của ta. Dương phàm một lẫn nữa đứng tại chỗ, phát ra lời cảm khái từ nội tâm. Tiên đế chung quy là tiên đế. Vị trí trinh tự của bọn họ thật sự rất cao. Thế ngộ thiên địa đại đạo đã chạm đến bản chất của thế giới trong lòng Lam băng tiên đe chua sót, cho dù hắn hiểu rõ nguyên lý thần thông của Dương Phạm, muốn phá giải lại rất khó. Đối thủ trước mắt, một chân bước trên một hệ thống khác. Chính theo như lời Vu tôn ở Phạm giới lúc trước, trình tự của Dương Phạm không phải là hệ thống lực lượng thần thông đơn thuần, mà đồng thời vượt qua vài hệ thống. Người như vậy mới là thiên chi kiêu tử chân chính, làm cho người ta hâm mộ. Dù sao bất kỳ người nào dùng cả đời muốn đi lên đinh của một hệ thống cũng đều vô cùng khó khăn. Tiên đế. Ngươi đã không ban lĩnh gì sao? Dương Phạm chấp tay sau lưng ngạo nghễ, tay áo theo gió tung bay. Thanh âm từ một tầng khác truyền đến trực tiếp vang lên trong linh hồn. Ngươi rất mạnh. Lam băng tiên đế gian nan nói ra ba từ. Lại tiếp, hoàn toàn có được địa vị ngang hàng với tiên đe bình thường. Có thể khiến hắn nói ra những lời này, có thể thấy được ở sâu trong nội tâm đã nhận đồng thực lực của Dương Phàm. Chẳng những là tán thành, trong lòng hắn lại càng sinh ra sợ hãi. Người như vậy thản ở thất giới đã là một biến số. Dết không chết. Diệt không xong, thậm chí ngay cả sống và chết đối với hắn đều đã mất ý nghĩa. Từ sau khi luân hồi tân sinh, Dương Phạm có thể qua sinh tử. Bởi vì hắn đã hiểu ra sinh tử luân hồi. Nếu thiên địa không quên, ta vĩnh hẳn bất diệt bất sinh, bất tử, bất diệt trong truyền thuyết tái hiện trên người Dương Phàm. Nếu muốn hắn bị diệt, trà khi toàn bộ thiên địa thất giới đi tới cuối cùng. Nhưng cái ngày đó lại rất rất xa xôi. Mà nếu Dương Phàm có thể vượt qua trình tự đại luân hồi, sẽ có thể làm được đến trình độ càng đáng sợ, thiên địa mất. Ta bất diệt. Trong lòng Lam Băng Tiên Đế chua xót, địch nhân hắn phải đổi mặt đã không thể dùng từ mạnh để hình dung quả thật là một tên biến thái. Nhưng là hắn không thể buông xuôi. Nếu không thể giết chết Dương Phạm, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại chồ này. Lãnh quan lại hội tụ trong mắt, làm băng tiên đế gạt bó tất cả tạp niệm, tiên hồn dung nhập bản chất của quy tắc thiên địa, tiến vào cảnh giới cực kỳ huyễn bí không vui không buồn. Giờ khắc này, tất cả hành vi của hắn đều hóa thành thiên địa, thần uy vô hạn. Vô hình trung, trong tay hắn nắm giữ một cái chìa khóa mở ra lực dượng và quy tắc trong thiên địa. Dương Phàm thông qua đại luân Hội, rõ ràng cám ngộ được cảnh giới này, không khỏi ngạc nhiên thán phục, loại nắm giữ lực lượng mênh mông trong thiên địa không gian này thật sự là cường đại kinh người. Cũng khó trách có câu, ý chí của tiên đe không thể trái nghịch. Bởi vì một ý niệm của tiên đế có thể dẫn động vô hạn lực lượng trong thiên địa vũ trụ vô số kết cấu và trói buộc trong thiên địa đối với tiên đế mà nói gần như có thể bó qua, hoặc là giảm ảnh hưởng của những thứ đó đến mức thấp nhất. Ngược lại, đối thủ của tiên đế sẽ bởi vậy mà bị cả thiên địa ảnh hưởng. Băng tinh thần kiếm trong tay làm băng tiên đế từ từ lơ lửng trên không trang, dòng khí cực lạnh hình thành gió lốc vô tận đóng băng cả thế giới, quá nhiên là hủy thiên diệt địa. Đê -o là một kiện. Thứ thần khí ánh mắt thiên tượng đại sư nhìn chầm chầm thanh băng tinh thần kiếm kia. Giờ phút này Lam băng tiên đế toàn lực thúc giục thứ thần khí, khiến cho vô hạn thần uy trong thiên địa không gian được gia tăng, đạt tới mức độ hủy diệt thiên địa. Công kích loại trình tự này nếu đặt ở tinh hà thế giới, nháy mắt có thể hủy diệt một tinh hệ. Thế giới do dương phàm tạo ra trong khoảnh khắc mất hệ sinh cơ. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hắn đã mất tri giác, linh hồn dung nhập đại luân hồi cùng cảm thấy một cổ mát lạnh. Tuyệt đối băng phong bạo. Thanh âm võ tình của Lam băng tiên đế quanh quẩn trong thế giới vỡ nát. Hắn lặng lặng nhìn Dương Phàm đã hóa thành người băng đứng thẳng bất động ở phương xa. Dương Phàm cảm giác hết thảy sinh cơ trong cơ thể mình đã gần như ngừng lại, thời không phản phát bị giam cầm. Loại ánh hương nhiệt độ thấp tuyệt đối này đủ khiến hết thảy vật chất trong không gian mất sức phản kháng mơ hồ của lực lượng này còn ảnh hưởng đến linh hồn của dương phàm hắn phát hiện tư duy của mình dường như biển chậm mất tháng thế làm cẩu nối ảnh hưởng của hắn đối với thế giới hạ xuống thấp nhất giờ phút tháng thế hắn không khác gì đã chết bởi vì hết thảy chức năng vận chuyển của cơ thể đều gần như đã ngừng lạ dưới nhiệt độ tuyệt đối dấu hiệu của sinh mệnh sẽ bị ngăn chặn sinh cơ cũng sẽ mất hết nếu như dùng sức mạnh Tháng thế của Dương Phạm sẽ hóa thành mảnh băng vụn trong khoảnh khắc. Nên chấm dứt rồi. Trong mắt làm băng tiên đế lộ ra sát khí hung lệ. Đột nhiên nắm chặt băng tinh thần kiếm trong tay, mắt thấy một kiếm sắp đánh nát thân thế của Dương Phạm. Chi cẩn phá hủy thân thế của Dương Phạm, chi ban một linh hồn gửi trong đại luân hồi làm cách nào đấu cùng hắn. Đến lúc đó, ít nhất hắn ở vào thất bại. Ha ha, nào đơn giản như vậy từ tầng luân hồi truyền đến một tiếng cười quy dị. Chỉ một thoáng, một hư ảnh cự luân khổng lồ bao phủ thân thế dương phàm. Đinh. Phốc. Lực lượng cường đại vô cùng của thứ thần khí đám xuyển qua hư ảnh cự luân. Khuôn mặt lam băng tiên đế lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ là vẻ tươi cười của hắn không giữ được một chớp mắt. Phốc. Ngực của hắn xuất hiện một lỗ thủng đầy máu. Thương tổn của một kiếm kia toàn vẹn tác dụng lên trên người hắn điều này sao có thế? Rõ ràng thân thế của ngươi. Thứ thần khí của Lam Băng Tiên Đế miễn cưỡng cắm trên mặt đất chống đỡ sức nặng của thân thế. Hắn cho rằng thân thế Dương Phạm đã bị đóng băng tuyệt đối, sẽ không thể thi triển thản thông hoặc là bị hạn chế to lớn. Thân thế rõ ràng là cầu nối của dương giữa Luân Hồi cùng Thiên Địa. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt hắn trắng bệch. Ngươi nhẩm rồi đối với người sắp bước vào điển sinh kỳ như ta mà nói ảnh hưởng của thân thế đối với linh hồn đã hạ xuống thấp nhất thanh âm của dương phàm lộ ra trào phúng nồng đậm rắc thân thế của dương phàm trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi thân thế tiêu tan cánh tượng như thế khiến sắc mặt thi dao trắng bếch mất tháng thế chẳng phải là dương phàm phải luân hồi tán sinh trên mặt lam băng tiên đế lại không có một tia vui mừng thân thế đã diệt nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Trong cõi vô hình, linh hồn của mình bị một nhân vật chí cao vô thượng tập trung. Ngươi! Chẳng lẽ ngươi đã? Ánh mắt làm băng tiên đe rung lên. Vô cùng gian nan phun ra vài từ. Hóa thân luân hồi. Chương 973, Bản Tôn Chân Chính Hóa thân luân hồi lam băng tiên đe dựa vào thứ thần khí miễn cưỡng đứng trên mặt đất thanh âm vô cùng gian nan trác trắc ha ha hóa thân luân hồi ngươi không hiểu đại luân hồi cũng quá đế cao ta dương phàm không cho là đúng cười cười ta hiện giờ đã thành một bộ phận của hệ thống đại luân hồi nhưng cũng không đạt tới độ cao hóa thân luân hồi thành lập luân hồi ánh mắt dương phàm giãn trở nên mờ mịt Mặc dù mục tiêu điển hóa của tiên hồng quyết không phải là hóa thân luân hồi nhưng lại có một trình. Tự càng cao hơn đó là vượt qua đại luân hồi. Trên cây non quẩn sinh trong không gian mệnh hạch, một phiến sinh mệnh lục diệp đột nhiên héo rũ, nhạc dân từng chút rồi trống rỗng tan rã. Mỗi một phiến sinh mệnh lục diệp đều có được pháp lực thần thông vượt qua tiên quân, sinh mệnh lực có thế so với tiên đế. Ông, luân hồi môn lại hiện ra, trong một vùng ánh sáng xanh biếc ngưng tụ. Dương Phạm lại luân hồi tân sinh. Bản tôn chán chinh của hắn không phải trong không gian thiên giới mà là ở trong không gian mệnh hạch. Mỗi lẫn cây non quẩn sinh lớn mạnh trường thành một chút đều đại biểu cho thực lực của Dương Phạm tăng mạnh. Mỗi một phiến sinh mệnh lục dịp đều là một bộ phận tháng thế của Dương Phạm. Cái gì? Trực tiếp sáng tạo thân thế. Lam băng tiên đế thản bị thương nặng, tám thần chấn động, càng cảm thấy vô lực trống rỗng sáng tạo ra một thân thế. Chẳng lẽ hắn đạt tới trình độ sáng thế? Nhưng là trước đó Dương Phạm đã phủ nhận loại khả năng này. Hắn còn xa không đạt tới trình độ sáng thế. Trên thực tế cũng không phi như làm băng tiên đế suy nghĩ. Dương Phạm trồng rỗng sáng tạo thân thế. Thần thông pháp lực sinh mệnh tinh hoa hai kiếp của hắn đều ngưng tụ trong không gian mệnh hạch. Cây non quẩn sinh dung nhập đại luân hồi trở thành căn bản của hắn đây mới là bản nguyên chân chính của hắn. Cho nén dương phàm có thể thông qua một phiền sinh mệnh lục diệp trên cây quần sinh, mượn dùng cảnh giới luân hôi tạo lại thân thế. Loại phương pháp tạo lại tháng thế này gần như là một lần luân hồi tân sinh. Ta không giết chết được ngươi. Lam băng tiên đế thới dốc một hồi, mượn lực lượng của thứ thần khí miễn cưỡng đứng lên. Đầy vẻ chua xót cùng bất đắc đỉ. Hắn rốt cục không thế không thừa nhận, mình hoàn toàn không làm gì được dương phàm. Nhưng nếu không thể giết chết dương phạm, hắn sẽ vê u một viện ở lại tiên hồng không gian. Nhưng là, với trình tự cùng ý cảnh luân hồi, nếu bản đế không ra tay ngươi cũng không thể thương tổn được ta. Hàng khí trên người lam băng tiên đế thu lại, một tầng băng giáp trong suốt sáng ngọi bao tràm toàn thân, ngay cả mắt đều được che kín. Băng giáp bao trùm toàn thân. Đây là thần thông mạnh nhất hắn tìm hiểu thủy chi bán nguyên linh ngộ ra, tuyệt đối băng phong giáp tuyệt đối băng phong giáp, dùng nhiệt độ thấp tuyệt đối khiến vạn vật gần như ngưng động. Dùng băng giáp cực lạnh để tạo cho mình phòng ngự tuyệt đối. Nếu thi triển thần thông như thế, tiên đế cung cấp trừ khi có thần khí nếu không cân bản không thể thương tổn hắn mảy may. Thử hỏi, Dương Phạm ở cảnh giới đại luân hồi, không nắm giữ nhiều thần thông công kích chủ động, phải làm như thế nào để thương tổn lam băng tiên đế trong trạng thái phòng ngự tuyệt đối? Sắc mặt Dương Phạm ngưng trọng vài phần. Lực phòng ngự của tuyệt đối băng phong giáp cho dù là tiên đế cùng cấp bậc cũng không thể phá tan. Hắn cũng không nắm chắc dựa vào sức mạnh đột phá kỹ năng phòng ngự mạnh nhất do một vị tiên đế lĩnh ngộ ra. Vào lúc Dương Phàm trầm ngâm. Dương tiên quân, xem ra ta gần như đoán được chính xác lai lịch của ngươi. Trong tuyệt đối băng phong giáp truyền ra một thanh âm lạnh băng. Ồ! Trong lòng Dương Phàm khẽ động. Từ khi luân hồi tân sinh tới nay, dường như chưa từng có người nhận ra thân phận của hắn. Tiên Hồng Quấy Công pháp hoàn toàn mới vượt qua hệ thống tu luyện thiên cổ. Xem ra Phạm Nguyệt Tinh Tôn không tính sai, ngươi thật sự buông xuống thiên giới. Giọng điệu Lam Băng Tiên để dẫn trớ nên dồn dập, hắn càng cảm thấy kinh ngạc hơn vì dự đoán của mình. Phạm Nguyệt Tinh Tôn Dương Phạm Ha Ha cười, có chút hứng thú, lúc nào rảnh nén gặp mặt người này, nàng thông qua loại phương pháp nào biết được tung tích của ta? Chẳng lẽ nàng cũng hiu được luân hồi? Thấy Dương Phàm không phủ nhận, trong lòng Lam Bê ăn tiên đế lại càng lạnh lẽo. Hắn đã biết thân phận chân chính của Dương Phàm, đối phương lại càng không thế để hắn sống sót trời đi. Sắc mặt của thiên tượng đại sư đang xem cuộc chiến ở bến ngoài cũng biến đổi, hiển nhiên cũng biết ri liên quan đến Dương Phàm. Nghịch thần thuế thiên huyết. Vô song thần kiếm, tiên hồng quyết những thứ này đủ khiến cho cái tên dương phàm bị rất nhiều nhân vật cao tầng của thất giới ghi nhớ dương phàm bản đế đã biết được thản phận cùng bí mật của ngươi chắc lẳng ngươi tuyệt đối sẽ không cho ta sống sót lam băng tiên đế trong băng phong giáp vẫn giữ được trấn định cùng bình tĩnh như trước hắn tin tưởng chi cẩn không chủ động ra tay dương phàm tuyệt đối khó thương tổn đến mình ý cảnh luân hồi coi trọng có nhân có quà tất cả thương tổn cùng công kích đến từ địch nhân đều có thể trả về nguyên vẹn. Nhưng nếu là... Ta không ra tay thì sao? Lam băng tiên đế âm thẳm cười lạnh. Tinh thần ý chí của hắn tràn ngập tám ức dặm thiên địa, chướng khống mỗi một tấc không gian, nhìn chầm chầm dương phàm. Nếu dương phàm ra tay, hắn sẽ không trá đòn nhưng mượn cơ hội này để nhìn thấu luân hồi của đối phương, tìm ra sơ hở đồng thời phát ra một đòn trí mạng hắn cũng không phải không có khả năng lạc ngược tình thế dưới loại cục diện này trong lòng lam băng tiên đế vẫn có một tia tí tín niệm không chân chính nhận thua cho dù là còn một đường hờ vờ vọng cuối cùng lam băng tiên đế cũng sẽ không buông xuôi có thể đắc thành tôn vị tiên đe ai không phải là người tâm tình kiên định bất khuất không chỉ có tín niệm và ý chí mới có thể đạt thành huy hoàng vô thượng của địa vị tiên đế hiện nay nhưng mà hắn làm sao biết tâm lý biến hóa của mình đã bị cảm quan luân hồi của Dương Phạm nắm bắt. Dương Phạm không thể biết được suy nghĩ cụ thể trong lòng hắn nhưng lại hoàn toàn nắm bắt được dao động và biến hóa linh hồn của hắn. Một bên là tiên đế trường khống không gian, tìm hiểu căn nguyên sang thiên địa. Một bên khác là tiên hồng đại tôn chướng khống luân hồi. Ai mạnh ai yếu, không thể so sánh thậm chí ngay cả thực lực mạnh yếu cũng không thể làm số liệu phán đoán bởi vì hai người căn bán không cùng một hệ thống. Tiên đế cho rằng, nếu không ra tay Dương Mồ sẽ không thể xúc phạm tới ngươi sao. Dương Phạm thông qua biến hóa tâm lý của Lam Băng Tiên đế, đoán được ý tướng của hắn. Không có nhân, làm sao có quá. Bản đế không ra tay. Thần thông và công kích ngươi nắm giữ không thể xúc phạm tới ta trong trạng thái phòng ngự tuyệt đối thanh âm của Lam Băng Tiên Đế vô cùng tự tin. Tuy rằng ta không giết chết được ngươi, nhưng ngươi đồng dạng cũng không làm gì được ta. Trận tỷ thí này nhiều nhất là ngang tài ngang sức. Ha ha ha. Chẳng lẽ tiên đế đã quên, trước đây ngươi từng nhiều phen ra tay với ta. Đây chính là nhân, nếu cần kết quả há chăng phải là đơn giản. Tiếng cười nhạo cẩu dương phàm từ tầng luân hồi vang vọng, khiến trong lòng Lam băng tiên đe rung lên ngươi vẫn không hiểu luân hồi chân chính. Sau khi cười xong, sắc mặt Dương Phạm dần trở nên lãnh đạm. Ý niệm vừa động. Một lốc xoáy luân bàn khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lam Băng Tiên Đế. Lam Băng Tiên Đế cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng. Lốc xoáy luân bàn kia trong khi rung động phát ra một tiếng nổ á mờ cực lớn, một tia chấp hư vô trống rỗng đánh xuống Lam Băng Tiên Đế huyền diệu ấn chứa trong ti chấp hư vô kia cơ hồ vượt qua hạn chế của hệ thống lực lượng, sau khi tiếp xúc đến tuyệt đối băng phong giáp chi vén vẹn là chậm lại một chút. Trong lòng Lam băng tiên đe tuyệt vọng vạn phần, lực lượng trong ti chấp hư vô kia trực tiếp tập trung linh hồn hắn. Tuyệt đối có thể khiến hắn tan thành mây khói. Đây là lực lượng của nhân quả, dương phàm khống chế chúng và hội tụ đến một thỏi đêm sinh ra lực lượng khiến tiên đê sợ hãi. Lúc trước trong hoáy nhật điện, Dương Phạm Chinh là dựa vào thần thông này thủ thắng sử diện tà nam. Mà sử diện tà nam chính là nhân vật chủ đạo tinh thần ý chí của cửu U Ma Đế. Mắt thấy Lam Băng Tiên Đế sắp mất mạng. Vào thỏi khắc sống chết này, kỳ tích xảy ra. Tốc độ của tia chấp hư vô kia hạ xuống đột nhiên bị chậm lại hơn trăm lần, giống như ốc sên. Đây không chỉ là lực lượng của nhiệt độ thấp tuyệt đối mà là một loại lực lượng chạm đến cấm kỵ của thế giới. Dương Phạm nhướng mày, sắc mặt ngưng trọng. Không phải là tốc độ của tia chấp hư vô hạ xuống bị biến chậm. Mà là bởi vì thời gian lưu tốc của khu vực đó đã bị thay đổi. Lực lượng thay đổi thời gian. Đây cũng không phải lần đầu tiên Dương Phạm nhìn thấy, giờ phút này gặp lại vẫn rung động như cũ. Truyền thuyết cũng không giả. Ý chí của tiên đế không thể trái nghịch. Lực lượng bọn họ nắm giữ thậm chí có thể thay đổi thời gian Sau khi thời gian bị giảm chậm hơn trăm lẫn Trong tuyệt đối băng phong giáp quanh Thản lam băng tiên đế tán ra khí đông lạnh trí mạng Ý đô tiêu hao ti chấp hư vô Hô, ổng, tinh thần ý chí bể nghệ cường đại vận chuyển toàn bộ lực lượng không gian của thế giới chi vì cứu lại tính mạng chủ nhân Dương phàm khẽ thở dài Tiên đế chung quy cường đại hơn trong tưởng tượng gấp trăm, ngàn lẫn ngay cả thời gian đều có thể thay đổi, còn có cái gì là bọn họ không làm được. Đương nhiên, mức độ thay đổi thời gian lưu tốc của Lam Băng Tiên Đế rất có hạn. Nếu hắn có thể làm cho thời gian lưu tốc chậm lại ức vạn lẫn, chi sợ Dương Phạm không làm gì được hắn. Quả nhiên, sau khi thời gian bị kéo dài gấp trăm lẫn, Lam Băng Tiên Đế cũng có đủ thời gian để tiêu hao cổ lực lượng nhân quả này. Sau một lát, lốc xoáy luân bàn biến mất, làm băng tiên đế trong tuyệt đối băng phong giáp lại phun ra một búng máu, mặt tái nhật như tờ giấy. Lực lượng của luân hồi nhân quá lại có thể xem nhẹ không gian cùng thời gian ở một trình độ nhất định. Trên mặt hắn đẩy vẻ kinh hãi. Nhưng sau đó, làm băng tiên đế cất tiếng cười to, nhân quá đã hết. Ngươi sẽ không thể thương tổn ta mảy may. Tiếng cười vang khắp toàn bộ thế giới bị vỡ nát. Dương Phàm nhíu mày, tiên đế chẳng những mạnh hơn, Nhanh hơn so với trong tướng tượng mà còn khó giết chết Ở thất giới, thọ nguyên của bất kỳ một vị tiên đế nào đều là vĩnh hẳn vô tận Trà khi là không gian thất giới bị phá hủy Có thể chiến thắng tiên đế đã rất khó được Nếu muốn giết chết tiên đế Thật sự quá khó khăn Vận chuyển của vạn vật thế gian, bao gồm nhân quả Hết thảy sinh linh đều không thể thoát khỏi sự bao phủ của luân hồi một thanh âm bình tĩnh cắt ngang vẻ tụ đắc cùng tràn cười điên cuồng của Lam băng tiên đế. Hoi ngừng một chút, Dương Phạm nói tiếp, hệ thống đại luân hỏi khiên thế giới nắp thêm hoàng chinh gọn gàng, nó xen kẽ trong không gian, thời gian, thám thấu không gian, thông suốt thời gian, ảnh hưởng nhân quả. Có bản lĩnh ngươi giết chết ta. Lam băng tiên đe mạnh miệng nói. Giờ phút này trong lòng hắn đã không nắm chắc, hiểu biết đối với luân hồi hiển nhiên không đủ nếu đúng theo như lời dương phàm, thế gian vạn vật bao gồm hết thảy sinh linh đều không thể thoát khỏi luân hồi bao phủ. Như vậy cho dù hắn ở trong tuyệt đối băng phong giáp cũng không thể ngăn cản ảnh hưởng của dương phàm đối với hắn. Giết chết người ta có vài loại phương pháp, chẳng qua loại vừa rồi càng thêm đơn giản mà thôi. Dương Phạm nói với vẻ vô cùng bình thản. Lam băng tiên đế nghe vậy trong lòng chấn động, chẳng lẽ Minh thật sự là ếch ngồi đáy giếng? vốn hắn tướng rẳng dương phàm không thể làm gì được mình nào biết đối phương lại có vài loại phương pháp dồn hắn vào chỗ chết loại phương pháp vừa rồi chỉ là một loại đơn giản nhất lại khiến hắn đi dạo một quy môn quan một vòng ta thật muốn nhìn một chút ngươi muốn giết chết ta như thế nào làm băng tiên đế nghiến răng nghiến lợi giờ khắc này hắn hoàn toàn ở vào thế bất lợi ở trong một tử cảnh chờ đợi người khác dùng loại phương pháp nào để giết mình Dương Phàm này đã nắm giữ thần thông có thể uy hiếp tính mạng của tiên đế. Hơn nữa không chỉ một loại. Đám người thiên tượng đại sư trận mắt khá hốc mồm, thất thản hồi lâu. Đồng thời bọn họ không khỏi chờ mong, Dương Phàm sẽ dùng phương pháp gì giết chết làm băng tiên đế. Ngay cả con chó nhó bén cạnh cùng lộ vẻ hứng thú.